đưa ra một cái mục tiêu như thế là cao. Cũng có thể là có người làm được nhưng nó rất là ít. Và khi mà chúng ta đưa ra cái mục tiêu nó quá cao như vậy thì chúng ta sẽ phải gồng mình cố gắng, mà khi chúng ta không đạt được ấy, thì chúng ta sẽ rất dễ là nản đó. Cho nên cái tiêu chí thứ ba đó là có tính khả thi, tức là có khả năng thực hiện được, và tức là nó cũng không quá cao so với chúng ta mà cũng không quá thấp quá. Bởi vì nếu mà nó thấp quá thì khi mà chúng ta đạt được thì chúng ta không có một cái sự nỗ lực cố gắng nào mà đã đạt được rồi, thì cái cảm xúc nó không fail cho nó không sướng, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cũng không thích đó. Thì đấy là cái tiêu chí thứ ba mọi người nhé, đó là có cái tính khả thi. Thì không biết là Nga nói có quá nhanh không nhỉ mọi người? Mọi người có theo dõi được không? Vâng ạ. Thì đấy là cái tiêu chí thứ ba, đó là cái tính khả thi. Cái tiêu chí thứ tư đó là phải phù hợp và liên quan đến cái công việc thực tế của mình, với cái tình hình thực tế của mình. Ví dụ chẳng hạn như là mình đang làm ở Dropy đó, mình đang làm ở Dropy thì khi mà chúng ta lên mục tiêu thì nó sẽ bám sát với những cái công việc ở Dropy để mà làm sao chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu đó. Ví dụ Nga lấy ví dụ chẳng hạn như là khi mà Nga vào Dropy từ tháng 4 bắt đầu Nga làm, thì Nga mục tiêu của Nga là tháng 5 là Nga lên 1 sao và kết thúc chương trình 90 ngày tốc chiến, là Nga đưa ra cái mục tiêu của Nga là sẽ đạt được cái cốt 3 sao. Thế và để mà đạt được cái mục tiêu đó thì Nga đã vạch ra những cái công việc hết sức là cụ thể và liên quan đến những công việc ở Dropy. Là tháng 5 thì Nga sẽ phải, khi đó thì Nga mới có một mình và có hai đại lý ở bên dưới thôi, thì Nga phải vạch ra là mình sẽ phải bán bao nhiêu cái doanh số để mà đạt được 30 triệu coin đấy đó. Và trong tháng 6 thì Nga tập trung vào tuyển dụng bán lẻ rất là ít, và tập trung vào tuyển dụng bao nhiêu người để có thể là đạt được cái cốt 3 sao với cái doanh số là 120 triệu coin đó. Thì và cụ thể chi tiết nữa khi mà mình đưa ra trong từng cái tháng một thì mọi người nên vạch những cái chi tiết là bán những cái sản phẩm gì, để thậm chí là những cái khách hàng nào mua những cái sản phẩm gì, là phải chi tiết và liên quan đến cái công việc của mình, thì mình mới có thể là đạt được cái mục tiêu mà mình đưa ra. Đấy, tức là bán sản phẩm gì này, đúng không, nó bao nhiêu triệu coin này, rồi là tuyển đại lý như thế nào này, mở rộng những cái sản phẩm như thế nào này. Nếu như trước đây Nga chỉ bán những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe tiêu dùng hàng ngày, nhưng mà khi mà Nga đưa ra cái mục tiêu là tháng 7 lên cái cốt 3 sao, thì khi đó bắt đầu là Nga tập trung là vào cái sản phẩm là của gian hàng nhãn hàng là Kuchen đó, thì là để là sao vì cái sản phẩm đó nó có cái số coin cao ấy mọi người, thì nó sẽ đạt được dễ hơn, và Nga đã hoàn thành mục tiêu nhờ cái nhãn hàng Kuchen đó. Đấy là cái tiêu chí thứ tư nhé, là phải phù hợp và liên quan đến cái công việc thực tế. Và cái tiêu chí thứ năm đó là phải có thời hạn rõ ràng mọi người nhé, có thời hạn rõ ràng, tức là mình phải khi mà mình lên mục tiêu rồi nhưng mà mình cứ đừng để cho nó cứ trôi theo, đạt được thì đạt mà không đạt được thì thôi, mà phải tháng mấy anh hoàn thành được cái mục tiêu đó. Ví dụ tôi muốn tháng ngày 31 tháng 12 năm 2022 là tôi đạt được cái mục tiêu là 15 triệu hay 20 triệu thu nhập đó, hoặc là tháng 7 là tôi hoàn thành cốt 3 sao, hoặc tháng 10 là tôi hoàn thành cốt 3 sao, thì mọi người phải đưa ra một cái thời hạn rõ ràng như vậy. Thì đó là cái phương pháp đặt mục tiêu theo cái phương pháp SMART, nó gồm 5 tiêu chí. Ngay nhắc lại nhé, thứ nhất đó là phải cụ thể và rõ ràng, cái thứ hai đó là phải chi tiết, và cái thứ ba đó là phải có tính khả thi, cái thứ tư đó là phải phù hợp và liên quan đến cái công việc thực tế của mình, và cái tiêu chí thứ năm đó là phải có thời hạn rõ ràng, có thời hạn rõ ràng mọi người nhé. Và cái bí quyết, Nga chia sẻ một chút cái bí quyết để chúng ta hoàn thành mục tiêu đó là gì. Đó là nó có ba cái nguyên tắc. Thứ nhất đó là inversion, tức là hình dung, tức là khi mà chúng ta lên mục tiêu thì chúng ta hình dung, mặc dù là chúng ta chưa đạt mục tiêu nhưng mà chúng ta hãy cài đặt vào cái tiềm thức của chúng ta, sáng dậy chúng ta tưởng tượng
ra cái mục tiêu khi mà chúng ta đạt được nó như thế nào. Tối đến khi mà chúng ta nằm trên giường, trước khi mà chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy hình dung ra cái mục tiêu mà chúng ta sẽ đạt được, chúng ta sẽ vui như thế nào, chúng ta sẽ chia sẻ cái niềm vui đó với ai, chúng ta sẽ ăn mừng cái chiến thắng khi mà chúng ta hoàn thành cái mục tiêu đó như thế nào, hoặc là ai sẽ là người mà chúng ta chia sẻ cái niềm vui đó. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất nhé, là cái hình dung. Cái thứ hai là plan, tức là chúng ta lên cái kế hoạch để mà chúng ta lập một cái kế hoạch chi tiết cụ thể rõ ràng. Chúng ta phải làm cách nào để chúng ta đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần phải học thêm những cái điều gì, chúng ta cần phải học thêm những cái kiến thức gì, chúng ta cần phải trau dồi thêm những cái kỹ năng gì, chúng ta phải học từ ai để mà chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu đó. Và cái thứ ba đó chính là chúng ta phải cam kết thực hiện. Cam kết ở đây là cam kết về thời gian, cam kết về tiền bạc, cam kết về sự nỗ lực và kiên trì. Khi mà chúng ta có được những cái bí quyết ấy, để mà chúng ta hoàn thành được cái mục tiêu, kết hợp với cái việc mà chúng ta biết cách lên mục tiêu như vậy, thì Nga chắc chắn rằng là chúng ta sẽ hoàn thành cái mục tiêu của mình, không những là ở Dropy mà còn ở trong các cái công việc khác như trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì trên đây thì Nga đã chia sẻ với mọi người về cái cách lên mục tiêu. Nga xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe, và mong chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu của mình, và chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Rất nhiều phần lên mục tiêu rất là tuyệt vời phải không cả nhà, rất là chi tiết, rất là cụ thể, rất là rõ ràng và rất là truyền cảm hứng đúng không ạ? Mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Mọi người nếu mà thấy tuyệt vời, chúng ta hãy cùng thả tim, thả like, chúng ta cùng gửi lời cảm ơn chị Nga nhé. Ok, rất là nhiều những bông hoa đúng không ạ? Những tràng pháo tay đã được gửi lên màn hình rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đến với một cái chủ đề gì mọi người có biết không ạ? Chúng ta đã có warm up, chúng ta đã có mục tiêu đúng không ạ? Chúng ta đã được một cái người hỗ trợ chúng ta lên mục tiêu rất là rõ ràng đúng không ạ? Và Nguyệt đã thấy rất là nhiều anh chị chúng ta đã để lại cái mục tiêu ở trên ô chat. Vậy thì làm thế nào, có cái phương pháp nào để chúng ta có thể hoàn thành cái mục tiêu không ạ? Thế thì ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt và cũng là cái ngày cuối tuần đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được gặp một người, một nhân vật mà vô cùng là tuyệt vời. Và người đó như là một người thần tượng của Nguyệt ạ. Là một cái người luôn luôn là truyền cảm hứng và truyền động lực cho Nguyệt mỗi một khi mà Nguyệt bị tụt năng lượng ấy cả nhà. Và mỗi một lần mà khi mà Nguyệt gặp anh, Nguyệt nghe anh nói thì như là Nguyệt được bơm thêm năng lượng, được tiếp thêm lửa cả nhà. Thế và ngày hôm nay là ngày cuối tuần đúng không ạ? Và mọi người có biết không? Tức là cái ngày hôm qua thì nó đã qua rồi và ngày mai thì nó chưa tới, và chúng ta hãy tận hưởng những cái giây phút hiện tại, chúng ta hãy sống trọn với cái giây phút hiện tại. Và ngày hôm nay cũng là một cái ngày thứ bảy cuối tuần đúng không ạ? Nên là người rất là mong muốn chúng ta, những hơn 1.000 anh chị em ở đây, chúng ta tham gia một cái buổi Zoom ở đây, chúng ta đã có mặt ở đây, tức là sao ạ? Tức là khi mà mọi người còn chưa thức giấc thì thế giới thuộc về những người dậy sớm. Vậy thì chúng ta sẽ tự hào rằng thế giới này thuộc về 1.600 anh chị em ở trong Zoom ở đây. Và chúng ta sẽ tận hưởng cái giây phút hiện tại này, từng giây, từng chút một. Và chúng ta sẽ lắng nghe từng chút một, từng lời một của người CEO tuyệt vời chúng ta đúng không ạ? Thế thì Nguyệt nghĩ rằng chúng ta không cần phải record được không ạ? Mình nghĩ rằng chúng ta hãy tập trung đi, chúng ta không cần phải ghi lại những cái gì mà ngày hôm nay CEO chúng ta truyền đạt đâu, chúng ta chỉ cần lắng nghe và chúng ta sẽ cần cái gì quan trọng ta sẽ nốt lại. Và mọi người có đồng ý với mình không ạ? Chúng ta hãy tận hưởng cái giây phút hiện tại này, chúng ta hãy lắng nghe từng câu từng chữ mà CEO Thiên Ấn chúng ta sẽ gửi chúng ta. Và mọi người có đồng ý với chúng ta rằng ngày hôm nay chúng ta không cần record, ngày hôm nay chúng ta không cần ghi lại, chúng ta cũng vẫn có thể nhớ. Nếu mọi người đồng ý thì hãy gõ lên khung chat đồng ý cho Nguyệt, để Nguyệt sẽ mời lên đây CEO tuyệt vời của chúng ta được không ạ? Ok, lắng nghe đồng ý đúng không ạ? Rồi, nếu mà gần 2.000 anh em của chúng ta đồng ý thì chúng ta hãy cam kết rằng chúng ta sẽ lắng nghe, chúng ta không có, chúng ta không bốt lên YouTube nữa cả nhà. Ok, và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, xin mời lên đây sự xuất hiện của CEO Trần Thiên Ấn. Rồi, ok, xin gửi lời chào tới hơn 1.800 tất cả các chị có mặt trong chương trình Zoom ngày hôm nay ạ. Chị Nguyệt bắt đầu với một cái câu nói rất là hay đúng không ạ? Khi mà mọi người đang ngủ
thì thế giới thuộc về những người dậy sớm. Vậy thì chắc chắn là thế giới này thuộc về một phần của Ấn, tại vì hôm nay mình dậy sớm. Và nó thuộc về các anh chị ở đây nữa, hơn 1.800 các anh chị. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là nó sẽ tạo ra một cái năng lực cho chúng ta khi mà chúng ta dậy sớm vào đầu ngày các anh chị. Ok, lại là một ngày mới đúng không ạ? Lại là một chương trình 5 AM. Và thì hy vọng rằng là ngày hôm nay mình sẽ có thể giúp ích cho các anh chị ở một cái khía cạnh nào đó, ở một cái phần nào đó trong cái hoạt động kinh doanh của chúng ta. Recording in progress. Đó là gì? Đó là khi mà mình tham gia một cái chương trình nào đó. Ấn không biết các anh chị như thế nào, nhưng mà cái thời mà Ấn bắt đầu mà tập ghi nốt đó các anh chị là nó cách đây khoảng 10 năm. Và tới thời điểm hiện tại là mình đã đổi qua cái iPhone này là tới cái iPhone thứ 7, thứ 8 gì đó mình không có nhớ các anh chị. Nhưng mà một cái mà nó không bao giờ mất các anh chị, có nghĩa rằng là mình đã đổi qua rất là nhiều cái điện thoại mới, nhưng một trong những cái mà nó luôn luôn giữ lại của cái điện thoại của mình các anh chị, đó là những cái nốt. Ấn có thể share cho các anh chị để mà các anh chị xem nè. Đây, ví dụ như không biết các anh chị có thấy không? Đây. Đây là những cái nốt của Ấn. Và nếu như nói rằng là trong cái điện thoại của mình á, cái gì nó đáng giá nhất thì Ấn có thể mất tất cả mọi thứ các anh chị, nhưng mà mình không bao giờ mình chấp nhận hay là nó sẽ là một cái gì đó nó rất là tồi tệ nếu như mình mất đi những cái nốt này các anh chị. Các anh chị có thể thấy đây là những cái nốt mà mình ghi chép trong suốt cái thời gian qua các anh chị. Mỗi cái mà các anh chị nhìn nó là một cái nốt khác nhau. Và chính nhờ những cái nốt này các anh chị, nó làm cho cái kiến thức của mình thu nạp đó các anh chị, nó rất là tiện. Nó làm cho cái kiến thức của mình nó thu nạp nó rất là tiện. Và mỗi lần mà mình cần một cái thông tin, một cái kiến thức nào đó thì mình chỉ cần search nó theo gọi là gì các anh chị, theo keyword thôi. Mình có thể search nó ở cái chủ đề, mình có thể search nó ở cái gì các anh chị, ở cái nội dung, mình chỉ cần bắt được một cái ý nào đó thôi. Tại vì có những khi các anh chị sẽ cần những cái kiến thức của 5 năm trước, của 7 năm trước. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản lúc mà các anh chị ghi chép lại á, thì lúc đó các anh chị chưa ngộ ra nó một cách hoàn toàn. Và sau đó các anh chị cần phải ôn tập lại và các anh chị cần phải ứng dụng lại. Nên là gì các anh chị? Đó là lý do tại sao mà Ấn khuyến khích tất cả các anh chị là mình sẽ phải ghi nốt như thế này các anh chị. Rất rất là nhiều những cái nốt, và đối với Ấn đây là những cái thứ rất là quý giá. Thì không biết là các anh chị đang ghi chép lại những cái bài học của các anh chị nó thông qua đâu các anh chị? Các anh chị đang ghi chép những cái bài học của mình thông qua đâu? Các anh chị có ghi chép ở trên sổ không? Các anh chị ghi chép ở trên sổ thì cũng tốt. Tốt các anh chị. Nhưng mà lý do tại sao mà Ấn khuyến khích các anh chị là ghi chép ở trên nốt của cái điện thoại của mình, các anh chị biết lý do tại sao không? Tại vì trên cái nốt á, nó sẽ có cái search. Và khi mà nếu như nói về cái search á, thì mình dùng công cụ á, nó tốt hơn so với việc mình search mình chỉ nhớ. Ví dụ như các anh chị sẽ tìm kiếm tốt những cái thông tin ở trong cái sổ của mình nếu như á, là nó ở gần đây, có nghĩa là nó trong vòng khoảng 3 tháng, 6 tháng thì các anh chị search rất là tốt. Nhưng mà nếu như là nó là những cái kiến thức mà các anh chị tìm lại của 1 năm, 2 năm trước thì sao các anh chị? Rất là khó search. Vậy thì á, là các anh chị dự định là mình sẽ học trong vòng bao lâu? Các anh chị dự nghĩ rằng là mình sẽ ghi chép, mình sẽ học tập trong vòng bao lâu? Có phải rằng là chỉ có mình đi kinh doanh Robby thì mình mới cần phải ghi chép? Có phải là mình chỉ có do mình kinh doanh Robby mình học tập không các anh chị? Không các anh chị. Các anh chị có thể thấy, để ý thấy một cái điều rất là khác biệt giữa cái người châu Âu và cái người châu Á các anh chị. Ấn không nói là tất cả mọi trường hợp, nhưng mà cái tỷ lệ lớn các anh chị. Đó là gì các anh chị biết không? Đó là cái tinh thần học tập suốt đời của cái người châu Âu các anh chị. Ví dụ như các anh chị có thể thấy rằng là những cái người những cái nước phát triển á các anh chị, cái người tổng thống của họ, các anh chị có thể thấy rằng là họ già rồi, họ rất là lớn tuổi. Nhưng mà tại sao họ vẫn làm tổng thống? Và khi mà họ làm tổng thống như vậy thì họ rất là minh mẫn nha các anh chị. Đó là nhờ cái tinh thần học tập của họ các anh chị. Đối với ở Việt Nam mình thì Ấn có một cái quan sát thì càng lớn tuổi á thì cái việc học tập á, tất nhiên là về mặt bằng chung á, về mặt lão hóa thì nó sẽ giảm đi. Nhưng mà cái tinh thần á các anh chị, cái môi trường á thì nó khác nhau một chút xíu. Nên là nếu như ngày hôm nay á các anh chị xây dựng được cái tinh thần học tập, cái tinh thần ghi chép theo đúng như cái gọi là cái phương châm của Bác Hồ á, đó là học tập suốt đời các anh chị, thì nó sẽ giúp cho mình. Tại vì các anh chị biết sao không,
khi mà ấn còn ở cấp 3 á, khi mà mình bắt đầu vô đại học á, thì một trong những cái việc đầu tiên mà mình làm là gì các anh chị biết không? Đó là mình lên trên lên trên mạng á, mình search một cái keyword các anh chị. Đó là những cái tiểu thuyết kinh điển mà mình nhất định phải đọc, hoặc là những cái tiểu thuyết kinh điển mà cuộc đời á, nó không thể bỏ lỡ các anh chị. Các anh chị có biết rằng là nó có những cái cuốn sách, nó có những cái cuốn tiểu thuyết mà gọi là nó đã có cái gọi là cái thời gian là nó lên tới cả trăm năm các anh chị. Và các anh chị hình dung rằng là gì? Một cái gì mà nó tồn tại á, thì nó phải có cái lý do của nó. Huống hồ gì là những cái cuốn sách kinh điển, những cái cuốn sách mà nó được đọc đi đọc lại, gọi là gì các anh chị, từ thế hệ này qua thế hệ khác, và nó phải liên tục tái bản, liên tục tái bản. Có những cái nội dung mà người ta viết cả trăm năm trước rồi các anh chị, nhưng mà tới tận thời điểm này nó vẫn là một cuốn sách kinh điển các anh chị. Và nếu như á, nếu như mà các anh chị không đọc cái cuốn sách đó thì nó đồng nghĩa việc là gì các anh chị? Cả cuộc đời của các anh chị, có nghĩa rằng là gì? Ví dụ như mình sống 70 năm đi, thì 70 năm cuộc đời của mình, một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ đồng hồ, mình đã sống một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy rồi. Nhưng mà mình không có đọc được những cái cuốn sách mà gì các anh chị, nó gọi là kinh điển. Và nếu như đời này mình không đọc được thì chắc chắn là không có cơ hội nào khác để mình đọc các anh chị. Những cái cuốn mà nó gọi là kinh điển, nó đã được thừa nhận cả trăm năm nay rồi, nhưng mình lại không đọc được nó các anh chị. Mình không có thể lĩnh hội được những cái tinh hoa ở trong đó, hay chí ít là mình biết được rằng là gì các anh chị, là nó nói gì ở trong đó, thì mình bỏ lỡ cái điều đó các anh chị. Và mỗi lần mà các anh chị biết không, mỗi lần á mà ấn đọc được một cái cuốn sách nào mà nó thuộc dạng là kinh điển như vậy, mình vừa cảm thấy là thích thú, mình vừa cảm thấy tự hào, mà mình vừa cảm thấy rằng là mình vừa mới làm được một cái việc phải các anh chị. Mình làm cho cái cuộc đời của mình đó, mình cảm thấy rằng là gì? Nó đỡ bỏ lỡ đi những cái mà mình không nên bỏ lỡ các anh chị. Vậy thì tương tự giống vậy, cái việc mà các anh chị học tập đó, các anh chị sẽ tập cái thói quen ghi chép các anh chị. Lý do tại sao mà những cái chương trình Zoom này của Ấn á, mình không khuyến khích các anh chị record lại. Lý do tại sao các anh chị biết không? Tại vì khi mà các anh chị record lại thì các anh chị có một cái file cứu sinh, và các anh chị sẽ suy nghĩ rằng là gì? Có gì thì mình sẽ nghe lại cái record. Nếu như bây giờ mình có đang phân tâm một chút xíu thì không sao, mình còn cái record. Rồi nếu như bây giờ mình có bận một chút xíu thì mình record. Có một số các anh chị còn gọi là chơi hơn nữa là gì các anh chị? Bây giờ mà có lỡ ngủ một chút xíu thì vẫn còn cái record. Nhưng mà khi mà các anh chị nghĩ mình còn một cái file cứu sinh đó, mình không cho cái bộ não của mình nó hiện hữu ở đây, mình không có cho cái bộ não của mình nó tập trung ở đây, các anh chị nghĩ rằng mình còn cái record. Nhưng mà theo kinh nghiệm của các anh chị, đây là kinh nghiệm của mình, bởi vì mình trước đây cũng là một người như vậy, có nghĩa là mình thấy có cái record là mình yên tâm các anh chị, và mình đi làm một cái việc khác, và mình nghĩ rằng là bữa sau mình sẽ nghe lại các anh chị. Nhưng mà kinh nghiệm của Ấn là không có nghe lại các anh chị. Bản thân mình rất ít khi nghe lại những cái record của những cái chương trình khác, bởi vì mở lên thấy 2 tiếng mấy là một cái cảm xúc ngơn ngớn nó dâng trào rồi các anh chị. Và mình có rất là nhiều những cái record mình lưu lại, nhưng mà không có cái record nào mình vô mình nghe các anh chị. Bởi vì các anh chị biết không, cái cảm xúc nó chân thật nhất, cái nội dung nó chất lượng nhất là ngay cái thời điểm này khi mà mình hiện hữu ở đây. Mình dùng một cái từ hiện hữu nó rất là hay các anh chị. Mình mới học được một cái khái niệm này thông qua một cái người anh. Có nghĩa rằng là gì? Mình có mặt ở đây nhưng mình không có hiện hữu các anh chị. Mình đang ở cái thời gian, mình đang ở cái khúc phút giây là 5:45, nhưng thực tế mình không hiện hữu ở cái phút giây này. Có nghĩa rằng là gì? Mình không có tập trung vô cái Zoom này. Cái tâm trí của mình nó đặt cho một cái chỗ khác, giống như trong mỗi cuộc nói chuyện nhá. Mình đang nói chuyện, ví dụ như Ấn nói chuyện với chị Nguyệt chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mà cái tâm trí Ấn không có dồn hoàn toàn vào chị Nguyệt, Ấn vẫn đang bấm điện thoại, Ấn vẫn đang mông lung suy nghĩ về một cái điều đó, hay đơn giản Ấn không có tiếp thu những cái lời mà chị Nguyệt nói để nó tạo thành một cái cuộc giao tiếp chất lượng cao các anh chị, thì có nghĩa rằng là Ấn đang ở đó nhưng Ấn không đang hiện hữu ở đó các anh chị. Và đôi khi đó cũng chính là cái lý do làm cho cái gọi là gì các anh chị, làm cho một cái phút giây nào đó, làm cho một cái cuộc gặp nào đó, làm cho một cái chương trình huấn luyện nào đó của mình nó không được hiệu quả và mình không thu lượng được nhiều, bởi vì đơn giản là mình đang không hiện hữu. Mình cứ ví dụ như Ấn nói như này nè các anh chị, nếu mà các anh chị cảm thấy rằng là nó có một cái record rồi thì các anh chị sẽ để cho, có nghĩa là các anh chị sẽ có một cái tâm thái là nghe được bao nhiêu thì nghe, còn lại nghe lại record. Và từ khi mà các anh chị có cái tâm trí đó thì tự nhiên là gì, các anh chị sẽ thấy cái âm thanh mà Ấn phát ra
nó rất là đều, nó rất là đều, nó giống như một dòng nước vậy. À, các anh chị ở đó nghe trôi qua tắm mình trong cái dòng nước nhưng nó không làm cho các anh chị ướt. À, nó cứ đều, nó trôi, nó cứ đều, nó trôi. Và tới một cái phút nào đó các anh chị sẽ thấy rằng là gì? Là hỏi ngược lại, là Ấn nói những cái phần gì các anh chị cảm thấy rằng là nó vào được đây bao nhiêu phần á, thì nó không vào các anh chị. Nên là bây giờ Ấn rất mong muốn là gì? À, tên của mình là tên là Thiên Ấn, nó là tên một cái ngọn núi. À, ngọn núi ở Quảng Ngãi, các anh chị, à, quê gốc của mình là ở Quảng Ngãi, chứ nó không phải là một dòng sông. À, các anh chị đừng có để cho nó trôi, các anh chị phải leo lên, các anh chị phải nỗ lực, các anh chị phải tập trung, à, các anh chị phải leo núi các anh chị, chứ các anh chị không có đắm mình ở trong cái dòng sông. Đó là lý do tại sao không record các anh chị. Thay vì các anh chị record, các anh chị sẽ lấy một cái cuốn sổ, hoặc là nếu đầu tiên là Ấn khuyến khích là viết bằng nốt. Nhưng mà nếu như mà các anh chị không có biết cách viết nốt sớm á, thì sau này các anh chị học cái cách đó sau. Còn bây giờ các anh chị lấy sổ ra. Tại vì cái kiến thức mà Ấn nói, nó sẽ chỉ thuộc về một người thôi. Đó là Ấn. Còn nếu như các anh chị muốn chuyển hóa cái kiến thức này thành kiến thức của các anh chị, thì các anh chị nghe thôi không đủ. Mà các anh chị phải ghi chép. Các anh chị phải rất là tập trung. Các anh chị phải để mình hiện hữu ở đây. Và não các anh chị phải chạy số. Có nghĩa là gì? Là những cái gì Ấn nói, nó áp dụng cho các anh chị. Thì tất nhiên là 100% cái bài nói của Ấn á, thì nó sẽ không có phù hợp với tất cả các anh chị ở cái thời điểm hiện tại hết. Tại vì mỗi anh chị sẽ ở một cái giai đoạn khác nhau. Các anh chị sẽ bắt được một vài cái ý chính, mà với những cái ý chính đó thì nó phù hợp nhất với các anh chị. Và các anh chị sẽ ghi chép nó lại. Và lý do tại sao mà nó nằm trong cái sổ của các anh chị, một cái nội dung mà mình nói á, nó sẽ không có nằm trong sổ của các anh chị hết đâu. Nhưng nó sẽ có một vài cái ý chính mà nó nằm lại trong cái sổ của các anh chị. Và lý do tại sao mà nó nằm trong sổ của các anh chị, đơn giản vì một điều thôi. Các anh chị cảm thấy cái điều đó nó đúng. Các anh chị cảm thấy cái điều đó làm cho các anh chị ngộ ra một cái điều gì đó. Và cái điều đó nó làm là một cái giải pháp cho cái hoạt động kinh doanh của mình ở thời điểm hiện tại. Thì nó nằm trong sổ của các anh chị. Và khi mà nó nằm trong sổ của các anh chị, thì nó sẽ chuyển hóa thành cái kiến thức của các anh chị. À, đó là lý do tại sao mà mình sẽ cần các anh chị không record. Để mình không có quay lưng lại, mà mình sẽ phải hiện hữu 100% ở đây. Và với cái nội dung này, thì mình sẽ làm sao để làm gì các anh chị? Mình chuyển hóa thành cái nội dung của mình. Ok, các anh chị đồng ý với cái điều đó không? Nếu như các anh chị đồng ý với cái điều đó, là nãy giờ mình cũng có một cái thời gian để mình đi tìm sổ hay là mình tìm cái nốt của mình rồi á, thì các anh chị sẵn sàng giúp Ấn ở dưới bên dưới. Cũng như là các anh chị cho Ấn xem cái sổ hay là cái nốt của các anh chị đi. Các anh chị dơ lên mình một lần nữa mình kiểm tra các anh chị. À, ok không? Ok. Đó, nên là các anh chị hiện hữu giúp Ấn nha. Rồi, ok, hôm nay như thường lệ, một ngày thứ bảy đúng không? Thì không biết rằng là cái thời gian mà chúng ta có thể trao đổi với nhau, nó sẽ là bao nhiêu phút đây? Chủ đề của mình là cách hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Thì tuần trước thì mình cũng có nói trong một cái Zoom về cái cách hoàn thành mục tiêu kinh doanh, thì nó sẽ có 3 phần. Tuần trước thì mình là đợt trước thì mình có làm một cái chủ đề là cách hoàn thành tất cả mọi mục tiêu kinh doanh. Và nó có 3 phần. Phần thứ nhất là hoàn thành trong tâm thức. Phần thứ hai là hoàn thành trong suy nghĩ. Và phần thứ ba đó là hoàn thành trong cách thức. Thì thực tế là nếu như mà các anh chị có thể hoàn thành được nó ở trong tâm thức và các anh chị có thể hoàn thành được nó ở trong suy nghĩ, thì các anh chị đã hoàn thành cái mục tiêu đó 80%. Đó là lý do tại sao mà mình mới nói rằng là gì? Là mình để cái chủ đề của nó là cách hoàn thành tất cả mọi mục tiêu trong kinh doanh. Có cái từ tất cả là bởi vì mình tin rằng là gì các chị? Nếu như mà mình đã hoàn thành được 80% cái mục tiêu đó rồi, thì không có lý do gì mình không thể hoàn thành nó. Nhưng ngày hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ một cái chủ đề là cách hoàn thành mục tiêu kinh doanh. Nó mất đi cái từ tất cả. Bởi vì ngày hôm nay thì mình sẽ nói tới một cái phần, đó là cái phần là mình sẽ hoàn thành cái mục tiêu bằng cái cách thức các anh chị. Là bằng cái cách như thế nào để mà mình hoàn thành cái mục tiêu đó. Thì thực tế thì khi mà mình đã hoàn thành được nó ở trong tâm thức và trong suy nghĩ thì 80%. Còn 20% còn lại nó sẽ nằm ở trong cách thức. Nhưng đôi khi là các anh chị cũng sẽ đi tìm kiếm cái cách thức này. Và nó sẽ là một cái phần mà các anh chị cần. Thường khi mà mình đi học một cái khóa học nào đó, hay là mình nghe một cái người nào đó mà người ta thành công á, hay là nghe người ta mà đạt được một cái điều gì đó mà các anh chị đạt được á, mà các anh chị chưa đạt được á, thì thường các anh chị sẽ cố gắng lắng nghe.
Và cái chỗ nào mà nó có cái từ bí quyết, cái chỗ nào mà nó có cái từ là gì các anh chị, cái cách làm là tự nhiên cái da gà các anh chị nổi lên, rồi cái tai các anh chị là sát lại. Chứ mà nghe tới bí quyết các anh chị là gì các anh chị, là tự nhiên là cái mắt của mình nó sáng rực lên liền các anh chị. Bởi vì mình đang đi tìm một cái bí quyết nào đó mà nó có thể giúp cho mình là gì các anh chị, có thể thành công ngay. Một cái bí quyết mà có thể giúp cho mình làm được ngay. Và thường thì một cái sự thật là gì các anh chị, là cái bí quyết đó không có. Bởi vì cái sao các anh chị biết không, cái bí quyết á thì mỗi người nó sẽ khác nhau. Chưa chắc rằng là với cái bí quyết đó cái người đó người ta làm hiệu quả, nhưng mà qua mình làm hiệu quả. Bởi vì là mỗi người có một cái nền tảng khác nhau, một cái cách thức giao tiếp khác nhau, một cái gọi là cái góc nhìn khác nhau, và nó dẫn tới cái việc mình áp dụng cái bí quyết đó nó như thế nào. Đó là lý do tại sao á, khi mà các anh chị học tất cả những cái chương trình mà của những cái người thành công, mà đặc biệt là những cái người mà người ta gọi là thành công lớn á các anh chị, thì đa phần người ta sẽ quay về là gì các anh chị, người ta quay về là làm sao để mà các anh chị có những cái suy nghĩ, có những cái quan điểm đúng. Bởi vì sau cùng thì người ta nói một câu là gì các anh chị, gieo suy nghĩ á, gieo tư duy á thì gặt hành động, mà gieo hành động á thì gặt là gì các anh chị, gặt thói quen, gieo thói quen á thì gặt tính cách, gieo tính cách á thì gặt số phận. À, và sau cùng thì tất cả mọi thứ nó bắt đầu từ cái suy nghĩ hết các anh chị. À, từ cái suy nghĩ hết. Nhưng mà đa phần mọi người không chấp nhận cái đó. Mọi người đều luôn nghĩ là gì, suy nghĩ của mình là chuẩn rồi, suy nghĩ của mình là đúng rồi, suy nghĩ của mình là tốt rồi, nên là cái suy nghĩ đó là không cần phải bàn tới nữa, cái suy nghĩ đó là nó đúng rồi. Nhưng mà đôi khi á các anh chị, là người ta nói là gì, à nghe thì nghe lâu năm, nhưng mà ngộ thì ngộ một giờ. Đôi khi á mình thấy đó là cái điều hiển nhiên, nhưng mà nó không có thuộc về mình các anh chị. À, không biết các anh chị có bao giờ trải qua cái trường hợp đó chưa? Ấn ví dụ như ấn cảm thấy cái điều này nó rất là đúng các anh chị. Là cái thời xưa á, khi mà mình còn nhỏ các anh chị, thì một cái câu mà ba mẹ mình luôn nói với mình, mỗi cái lần mà mình không có chịu ngồi vô bàn học, mỗi cái lần mà mình xem phim một chút xíu, hay xin đi chơi một chút xíu, hay là như nào đó, mỗi lần bị đánh, thì ba mẹ luôn luôn nói một câu như này các anh chị. Sau này á, thì cái cuộc đời của con á, nó sẽ là do con tự chịu trách nhiệm. Ba mẹ không có lớn, không có gì, không có đủ cái tuổi để mà đi theo con suốt cuộc đời. Thì lúc đó thì mình trong đầu của mình nó chỉ có một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi các anh chị. Thì cái điều đó là cái điều hiển nhiên rồi. Cái điều đó là cái điều mà ai cũng biết rồi. Cái cuộc đời của con là con phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Và mình cảm thấy cái điều đó là cái điều rất là bình thường. Và mình không có chút gì cảm xúc với nó các anh chị. Các anh chị có bao giờ được ba mẹ mình nói câu đó cái thời mà mình còn nhỏ không các anh chị? Anh nghĩ là nhiều đúng không? Cuộc đời của mình là do mình tự chịu trách nhiệm. Ba mẹ không có thể nào mà đi theo con suốt cuộc đời. Và mình nghĩ là mình hiểu cái điều đó các anh chị. Nhưng thực tế cho tới khi mà mình đi làm, cho tới khi mà mình ra trường và mình phải tự xử lý hết tất cả mọi thứ. À, quê của mình thì ở tỉnh. Mình chọn một cái ngành mà sau này khi mà mình đi làm thì mình không có đi theo cái ngành đó các anh chị. Trước đây thì mình học một cái ngành là ngành gọi là kỹ thuật hình ảnh đó. Nó là một cái ngành ở trong y dược đó các anh chị. Nhưng mà sau đó thì mình thấy rằng là khi mà mình đi thực tập, mình thực tập ở bệnh viện Chợ Rẫy rồi y dược rồi á, thì mình cảm thấy đây không phải là cái con đường mà mình muốn xây dựng, con đường mình đi theo. Thì sau đó là mình mới là gì các anh chị, mình mới quyết định là mình sẽ không đi theo cái ngành đó. Vậy thì không có đi theo cái ngành đó, mình thì không có một cái gọi là gì, một cái xuất phát điểm tốt. Cái thời mà xưa thì mình nhìn nó rất là bình thường và rất là xấu các anh chị, à rất là cùi bắp đó, nói chung là trên răng dưới bình xăng đó, nói chung là như vậy, là một cái người dân tỉnh, lại bây giờ lại là gì các anh chị, lại không có bằng cấp nữa, rồi tiếng Anh thì cũng không có, giao tiếp thì cũng không tốt. À, cái thời điểm đó là thời điểm mình còn sinh viên mà các anh chị, mới chưa có ra trường nữa, thì mình không biết là mình phải như thế nào. Và lúc đó thì mình mới thấm thía được cái câu là gì các anh chị, là cái cuộc đời của mình đó, là mình phải là người chịu trách nhiệm các anh chị. Có nghĩa là cái thời điểm đó mình cảm nhận nó được bằng tất cả những cái giác quan của mình, và mình được đặt vào đúng cái vị trí để mà mình nghiệm ra được cái câu đó các anh chị. Còn cái thời xưa mà khi mà mình nghe ba mẹ mình nói thì mình cảm thấy là gì, mình nghe mình nghĩ là mình hiểu quá các anh chị, nhưng thật ra là nó không phải là cái phần hiểu của mình, mà nó chỉ là một cái câu nói thôi các anh chị. Và sau này các anh chị cũng sẽ thấy là như vậy, có những cái các anh chị nghe, các anh chị nghĩ rằng là đó là hiển nhiên, cái đó là cái mà mình có, nhưng mình đang không cảm nhận nó, mình không đang hiểu nó bằng tất cả mọi giác quan các anh chị.
Và chỉ khi mà mình cảm nhận, mình hiểu nó bằng tất cả mọi giác quan, và nó là một cái suy nghĩ thật sự, nó đến từ mình, chứ nó không phải đến từ cái người khác nói, thì lúc đó nó mới thuộc về mình. Đó là lý do tại sao mà người ta sẽ tập trung rất là nhiều vào những cái phần về suy nghĩ. À, còn cái cách thức đó, nó chỉ là cái đi kèm thôi. Đó, cách thức nó chỉ là cái đi thèm thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói tập trung vào cái cách thức. Mình sẽ tập trung vào một số những cái điểm chính để mà giúp cho các anh chị có thể hoàn thành được cái mục tiêu của mình các anh chị. Và cụ thể ở đây là những cái mục tiêu trong kinh doanh Robby của chúng ta nha các anh chị. À, mình sẽ tập trung vào những cái mục tiêu này. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị đang có cái mục tiêu gì? Các anh chị có thể comment xuống dưới giúp Trấn á. Các anh chị đang có cái mục tiêu gì? Mình đang hỏi một cái câu rất là bâng quơ thôi. Là các anh chị đang có cái mục tiêu gì trong kinh doanh Robby? Mục tiêu kiếm tiền. Rồi. À, mục tiêu gì nữa? Học một sản phẩm, mục tiêu đi Mỹ bán được hàng, kiếm thêm thu nhập, mục tiêu nâng cao kiến thức, kiếm tiền, thu nhập, bán được hàng, bán được hàng, bán được hàng, phát triển bản thân và thu nhập. Khi mà mình nói về hai cái chữ mục tiêu á, người ta gọi là gì các anh chị? Mục tiêu thì nó có hai cái đặc điểm. Một, nó có rõ ràng thì nó mới dễ dàng. Quay lại với công thức SMART hồi nãy mà lúc mà chị code 3 sao mình có chia sẻ với các anh chị. Nếu như các anh chị đưa ra những cái mục tiêu kiếm thêm thu nhập, tự do tài chính thì chúc mừng các anh chị. Có thể các anh chị sẽ không bao giờ đạt được cái mục tiêu đó. Hoặc là rất là lâu các anh chị mới đạt được nó, tại vì bản thân cái từ đó nó không có ý nghĩa gì hết các anh chị. Kiếm thêm thu nhập rõ ràng thì mới dễ dàng mà các anh chị, nó đâu có rõ ràng đâu. Vậy thì cụ thể làm cách nào để mà các anh chị có thể kiếm thêm được cái thu nhập đó? Vậy thì trong kinh doanh của Robby á các anh chị, sau cùng thì nó quy về là gì các anh chị? Các anh chị muốn đạt được cấp bậc gì sớm nhất, vị trí gì sớm nhất? 1 sao 2 sao 3 sao, mentor 1 sao, mentor 3 sao, mentor 6 sao. Chung quy lại, đó chính là những cái nó rõ ràng nhất các anh chị. À, còn lại các anh chị, tất cả những cái khác nó không có ý nghĩa, nó không có sức mạnh và nó không có giúp cho các anh chị hướng tới cái việc hoàn thành được nó các anh chị. Bây giờ mình tập trung vào cái mà nó có thể rõ ràng nhất, cái mà các anh chị có thể gọi tên ra, cái mà các anh chị nghe tới một cái rồi các anh chị hình dung ra là cái gọi là gì các anh chị, mình phải làm những cái điều gì để mà đạt được nó các anh chị. Thì các anh chị comment xuống dưới. Rồi, bây giờ các anh chị comment xuống dưới nha. Các anh chị đang mong muốn đạt được cái mục tiêu này. Cốt 1 sao, cốt 2 sao, hay là cốt 3 sao, hay là mentor 1 sao. Ở nghĩ rằng là chương trình 5AM của chúng ta thì quy tụ rất là nhiều các anh chị thành viên ở đây. Nên là mình sẽ có là rất là nhiều những anh chị mới ở đây. Vậy thì mình sẽ bắt đầu từ những cái điểm đơn giản nhất. Ví dụ như là cốt 1 sao chẳng hạn. Bao nhiêu các anh chị mình đang đặt cái mục tiêu là cốt 1 sao thì mình comment xuống dưới là cốt 1 sao. Cốt 3 sao, M3 sao, M1 sao. Rồi. Đó các anh chị bắt đầu đúng hơn rồi đó. Có nghĩa là gì các anh chị? Cụ thể là các anh chị hướng tới cái vị trí nào? Tiếp theo này các anh chị comment xuống dưới là cốt 1 sao, cốt 2 sao, cốt 3 sao. Nó không có ý nghĩa gì hết các anh chị. Nó không có ý nghĩa gì hết. Người ta nói là gì các anh chị? Cái mong muốn á, mà nó không có cái hạn định đó, thì nó chỉ là ước mơ thôi. Còn cái mong muốn mà nó có cái hạn định thì nó là một cái mục tiêu các anh chị. Vậy thì á, cái hạn định cho cái dòng chữ của các anh chị, cốt 1 sao, cốt 2 sao, cốt 3 sao, thì cụ thể là tháng mấy? Tháng mấy các anh chị? Tháng mấy? Rồi. Các anh chị bắt đầu bỏ tháng nữa nè. Các anh chị đọc nguyên dòng chữ đó của các anh chị. Đúng không? Ví dụ như là
code 3 sao tháng 11. Ứng ví dụ như vậy. Hoặc là code 1 sao tháng 11. Hoặc là code 1 sao tháng 10. Khi các anh chị đọc cái dòng chữ đó rồi, thì cái trạng thái của các anh chị nó đang nằm ở cái trạng thái nào? Đó là cái trạng thái là muốn hay là trạng thái là phải? Trạng thái là muốn hay là trạng thái là phải? Muốn có nghĩa là sao? Các anh chị ra ngoài đường, các anh chị cứ thử đi. Các anh chị đi một vòng từ nhà tới cơ quan hoặc là đi đâu đó. Trên đường đi các anh chị sẽ thấy có rất là nhiều cái món mà các anh chị muốn. Các anh chị nhìn qua thấy một cái người nào đó, người ta đang chạy một chiếc xe xịn hoặc là một chiếc xe hơi. Các anh chị muốn có một chiếc xe hơi. Rồi các anh chị đi ngang qua một cái cửa hàng quần áo, các anh chị muốn có những cái bộ quần áo đẹp đó. Các anh chị đi ngang qua một cái cửa hàng giỏ sách, các anh chị muốn có những cái giỏ sách đẹp đó. Rồi các anh chị đi qua một cái gọi là gì các anh chị, một cái ngôi nhà đẹp, các anh chị muốn có cái ngôi nhà đó. Nhưng mà có một cái bí mật các anh chị. Đó là gì các anh chị? 80% những cái gì mà mình muốn các anh chị thì mình không đạt được. Lý do sao các anh chị? Khi mà mình dùng cái cụm từ muốn á, thì cái suy nghĩ của mình, cái bộ não của mình nó sẽ dẫn dắt mình tới một cái trạng thái. Đó là gì các anh chị? Có thì quá tốt. Nhưng mà sao các anh chị? Không có thì không sao. Nên chừng nào á, mà mình còn nói là mình muốn đạt được cái này, mình muốn đạt được cái kia, thì lúc đó cái trạng thái của mình á, cái tinh thần chưa có được mạnh mẽ. Chỉ chừng khi nào mà mình đưa mình vào một cái trạng thái các anh chị là phải, các anh chị. Phải có nghĩa là gì? Nó là một cái đường đi một chiều các anh chị. Quay lại là công an bắt ngay. Nó là một cái đường đi một chiều. Có nghĩa là mình không có nhìn về. Nó chỉ có một vế thôi. Thay vì mình nói cái câu là gì hả? Có thì quá tốt, không có thì không sao. Thì nó là gì các anh chị? Thì nó sẽ là gì các anh chị? Nhất định mình sẽ phải làm cho được nó. Và mình không bao giờ nhìn lùi các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Chỉ cần mà mình nhìn lùi hoặc là mình nhìn qua nhìn lại thôi, thì về cơ bản mình nhìn bốn phía là cái công sức của mình, cái năng lực của mình, cái năng lượng của mình, cái kết quả của mình nó đã phải chia bốn rồi. Thay vì mình chỉ nhìn lên trước, là mình tập trung vào cái mục tiêu phía trước, mà mình không bao giờ mình suy nghĩ là gì các anh chị, là có làm được hay không, mà mình chỉ suy nghĩ là gì, làm cách nào để mà nhất định phải đạt được nó. Và có một cái câu nói rất là hay của Jim Rohn đó các anh chị, đó là gì? Khi mà cái mục tiêu của tôi á là leo lên núi, thì mọi người sẽ chỉ nhìn thấy tôi ở 120 nơi. Hoặc là tôi sẽ ở trên đỉnh núi, hoặc là tôi sẽ chết ở trên cái đường đi. Nói vậy không có nghĩa rằng là gì các anh chị. Khi mà các anh chị hướng tới những cái mục tiêu 1 sao, 2 sao, 3 sao, thì hoặc là các anh chị đạt được, hoặc là mình phải chết. Không có các anh chị. Kinh doanh này không ai chết hết. Trước giờ chưa có bất cứ, Robbie chưa phải đền bảo hiểm cho ai. Vì là gì các anh chị, kinh doanh Robbie nỗ lực quá mà phải ra đi hết các anh chị. Không có. Nhưng mà ý nghĩa của cái câu đó có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa rằng là mình sẽ nỗ lực hết sức. Và mình sẽ không bao giờ nghĩ cái ý định là gì, thôi mệt quá, leo lùi lại chút. Thôi mệt quá, nghỉ chút. Không có các anh chị. Mà sẽ là gì các anh chị? Sẽ phải bằng mọi giá mình đạt được cái điều đó. Và cái tâm thái của mình các anh chị là mình không chạy thử. Một số các anh chị là mình bị sai lầm ở chỗ là gì các anh chị? Mình lên một cái mục tiêu tháng 11. Ví dụ như vậy, mình đạt được cốt 1 sao. Xong mình thử. Mình thử. Và một cái câu nói mà kinh điển các anh chị, đó là gì ạ? Là tiền nó chỉ dành cho những cái người chuyên nghiệp kiếm mà thôi. Trong tất cả những cái ca mà đi trị bệnh đó, các anh chị, bác sĩ chưa ghi nhận cái ca nào mà thử làm mà thành công các anh chị. Không có các anh chị. Nên là các chị lưu ý là gì các anh chị? Nếu như mà mình có cái tâm thái là thử, nghĩa là gì? Mình đặt cái mục tiêu nào đó vào tháng 11, bây giờ mình chạy thử đi. Chạy thử đâu đó 5-10 ngày xem thử. Nếu mà nó êm thì chạy luôn. Còn nếu như mà nó không êm thì thôi, tháng 12. Đó là gì các chị? Lúc đó là các chị đang ở cái tâm thái là muốn. Có nghĩa là gì? Nếu như mà tháng 11 không đạt được thì tháng 12 đạt. Mà nếu như mà tháng 12 không đạt thì tháng 1. Mà bây giờ nếu mà tháng 1 cũng không đạt, có nghĩa là tháng khó quá rồi. Thôi bây giờ mình chuyển mình chơi năm. Có nghĩa là gì? Mình đặt cái mục tiêu là gì? Tháng 1 năm sau em nhất định hoàn thành. Em có cả mười mấy tháng chuẩn bị mà làm sao mà em không hoàn thành được? Anh giỡn với em hả? Nhưng mà sau cùng cái gì? Đúng là không hoàn thành thì. Bởi vì nó không phải quan trọng là cái thời gian, mà quan trọng là cái này. Mà quan
trọng là cái tâm thái mà mình đang làm cái đó nó như thế nào các anh chị. Bởi vì người ta nói rằng là gì, mình nghĩ cái gì nó cũng đúng đó. Có nghĩa là khi á, mà mình phát một cái tín hiệu ra cho cái bộ não của mình ra ngoài vũ trụ á, thì tự nhiên nó sẽ thu hút những cái nguồn lực về để nó hỗ trợ cho mình theo đúng như cái mà mình mong muốn. Nếu như mình thử, có nghĩa rằng là gì, thì vũ trụ á, nó sẽ cho mình những cái nguồn lực của cái việc làm thử. Mình suy nghĩ rằng là gì, là tháng 11 không đạt được cũng được, tháng 12 làm, thì tháng 11 á, nó sẽ đưa những cái nguồn lực mà nó không có đủ đó. Và sau đó tới tháng 12. Nhưng mà khi mà tháng 12 các chị tiếp tục suy nghĩ là gì, được cũng được, không được không sao, thì nguồn lực nó cũng sẽ không bao giờ đủ cho các anh chị hết. Chỉ khi mà các anh chị muốn thì cánh cửa nó mới được mở ra thôi. Nên bây giờ á, các anh chị sẽ không có nói là muốn nữa, mà các anh chị comment là cái câu đúng nhất, cái câu chuẩn nhất đi. Là cái câu là gì các anh chị? Cái câu đúng nhất, cái câu có sức mạnh nhất mà nó giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu á các anh chị. Comment là đúng 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 cái câu đó giúp cho các anh chị. Nó gồm có 3 vế. Nó gồm có đúng 3 vế các anh chị viết xuống một câu là các anh chị. Tôi phải 3 chấm. Điền vô là gì các anh chị? Điền vô là cái vị trí mà mình muốn đạt được. Thứ hai là tháng mấy. Đó, các anh chị comment xuống dưới, các anh chị không có làm được, đạt được nữa. Bây giờ là phải chính xác. Rồi, đó. Tiếp theo các anh chị làm dẫn thêm một bước nữa. Các anh chị viết cái câu đó xuống rồi, nhưng mà thay vì các anh chị viết in thường, các anh chị viết in hoa giúp chấm. Các anh chị viết in hoa, tự nhiên các anh chị thấy cái năng lượng của các anh chị nó tốt hơn. Tự nhiên các anh chị thấy là gì các anh chị? Nó là gì các anh chị? Nó có cảm xúc hơn. Mà sau khi mà các anh chị viết in hoa chưa, các anh chị viết in hoa xong, thì sau đó các anh chị cho ấn thêm một cái chấm vào đó nữa. Người ta gọi là sức mạnh của ngôn từ. Từ ngữ nó có cái sức mạnh của nó. Và cái chữ viết nó cũng có cái sức mạnh của nó các anh chị. Nếu như mà các anh chị thực hành đúng thì tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng ngược lại cái tâm trí của các anh chị. Đó. Mà bây giờ các anh chị không có chơi viết tắt nha các anh chị. Các anh chị đang viết một cái câu mà để mà nó ảnh hưởng được tới các anh chị, mà các anh chị còn chơi viết tắt nữa thì làm sao nó ảnh hưởng được các anh chị. Các anh chị viết sao là viết in hoa lên là một, viết đầy đủ cái câu đó ra, và cái thứ ba là các anh chị cho nó một cái chấm giúp chấm, chấm lại chấm 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 để làm gì các anh chị? Kết thúc. Đừng chơi ba chấm nha các anh chị. Một số các anh chị mà chơi ba chấm là thua. Ba chấm có nghĩa là sao? Còn có thể có những cái version sau, đúng không các anh chị? Một chấm thôi, kết thúc ngay các anh chị, hoàn thành nó ngay. Ok, vậy thì khi mà các anh chị có được cái tâm thái đó rồi, thì bây giờ ông sẽ hướng dẫn cho các anh chị một số những cách thức. Thì ông cũng phải thừa nhận một cái điều thật sự với các anh chị. Đó là nếu như mà nói về phương pháp, nói về cái cách làm chi tiết á, thì ở đây các anh chị mentor 3 sao, các anh chị mentor 1 sao, và kể các anh chị coach 3 sao, thì sẽ nói tốt hơn ấn về cái phần này rất là nhiều. Bởi vì một điều đơn giản là gì các anh chị? Là chính các anh chị là cái người mà ra thị trường mỗi ngày. Chính các anh chị là người là gì các anh chị? Mình đang đổ cái mồ hôi, đổ cái công sức, và mình thu nhập về rất là nhiều những cái bài học, những cái kinh nghiệm. Nên nếu như mà nói về cái cách thức á, thì chắc chắn ứng không bằng các anh chị được. Tuy nhiên trong cái nội dung này á, thì mình có hai cái phần lợi thế mà mình cũng hy vọng là mình có thể giúp ích được cho các anh chị. Thứ nhất là bản thân mình đã ở đây ngay từ những cái giờ phút đầu tiên, khi mà Robbie gần như là không có ai, cho tới bây giờ là gần hơn 60.000 user, 70.000 user các anh chị. Và mình cũng đã support rất là nhiều cho một số các anh chị đối tác leader ở thời gian đầu. Và hơn hết nữa các anh chị, trước khi mà mình tạo ra Robbie á, thì bản thân mình cũng giống như các anh chị thôi. Có nghĩa là mình cũng bán hàng, mình cũng xây dựng đội nhóm, mình cũng kinh doanh, mình cũng trải qua hết tất cả những công việc giống như các anh chị. Tuy nhiên cái thời điểm đó, cách đây 5-10 năm, bản thân mình tham gia trong lĩnh vực này là hơn 10 năm rồi các anh chị. Thì có thể nó có một số những cái điều chỉnh, nó có một số những cái thay đổi, nó không có giống như cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên mình bù lại thì mình lại có thêm một cái điểm mạnh các anh chị. Đó là tất cả những cái số liệu của Robbie thì đều là gì các anh chị? Đều là mình nắm hết. À, bởi vì là mình phải nắm được những cái số liệu thì mình mới biết diễn biến của kinh doanh như thế nào. Đồng thời á, là mình cũng có cái sự trao đổi, mình cũng có cái sự thường xuyên nói chuyện với lại là các anh chị đối tác thành công, và kể cả những cái trường hợp mà mình không thành công. Vậy thì mình rút ra được một số những cái kinh nghiệm, một số những cái bài học mà hy vọng rằng là trong cái buổi ngày hôm nay thì nó cũng sẽ giúp ích được cho các anh chị. Trong cái chiến trường nó có một số những cái gọi là những cái điểm chiến lược mà để mà chiến thắng cái trận chiến đó thì mình phải giành được nó các anh chị. Các anh chị có biết cái điều đó không? Nó thường nó gọi là những cái
cái đỉnh cao về mặt chiến lược, có nghĩa là những cái điểm trên cao mà mình nhất định phải nắm được nó. Giống như mình phải nắm được cái ngọn đồi đó, thì từ cái ngọn đồi đó nó sẽ là một cái rất là quan trọng để mà mình chiến thắng. Giống như hồi xưa trận Điện Biên Phủ, các anh chị, tại sao mà Pháp nó rất là tự tin? Bởi vì nó nắm được cái ngọn đồi của cái trận đấu đó, các anh chị, và nó nghĩ rằng là sẽ không bao giờ có thể bị xuyên thủng. Nhưng mà Việt Nam bằng một cách rất là thần kỳ, bởi cái sự lãnh đạo của đại tướng của chúng ta, các anh chị, thì có thể là gì ạ? Chiếm lại được cái ngọn đồi đó, các anh chị. À, nên là các anh chị hình dung rằng là gì ạ? Một số cái điểm quan trọng, kinh doanh nó cũng tương tự vậy thôi. Nó có một số những cái điểm quan trọng mà chỉ cần mình nắm được nó và mình chiếm được nó thì chắc chắn rằng là gì, các anh chị, cái tỷ lệ rất là cao là mình sẽ thành công, giống như trong một cái trận chiến vậy, các anh chị. Vậy thì Ấn sẽ tập trung vào một số những cái gọi là những cái cao độ đó, một số những cái gọi là mình gọi là điểm cao nằm ở trong chiến lược kinh doanh mà các anh chị phải nắm được nó. Và chỉ cần các anh chị nắm được cái điều đó thì cái tỷ lệ thành công của các anh chị nó sẽ cao hơn. Ok, chưa có thấy một cái dòng phương pháp nào hết mà 6:10 rồi. Nhưng mà Ấn nghĩ đó nha, là những cái mà nãy giờ Ấn nói với các anh chị á, là đôi khi là nó cũng đủ rồi đó. Nên là bây giờ á, là mình sẽ, các anh chị sẽ cho Ấn nói tới bao nhiêu đây. Một cái nhược điểm á là gì, các anh chị? Mình rất ít khi nói, nhưng mà mỗi khi nói á thì nó thường nói nhiều. À, ok, 6:30 đúng không? Rồi, ok, mình sẽ nói trong vòng 15 phút nữa nha. Rồi. Vậy thì mình sẽ tập trung vào một số những cái điểm quan trọng như sau, các anh chị. Một số những cái điểm quan trọng như sau. Nếu như bây giờ mình muốn trở thành coach một sao thì cái điểm quan trọng nhất nó sẽ phải tập trung vào cái phần nào? Nếu mà mình trở thành coach một sao thì mình sẽ tập trung vào cái điểm nào, các anh chị? Cái cao độ của nó, cái điểm cao chiến lược của nó sẽ là cái phần nào? Đúng rồi, các anh chị, đó là bán hàng. Nếu như mà các anh chị muốn trở thành coach một sao thì nhất định cái kỹ năng đầu tiên mà các anh chị phải có đó là kỹ năng bán hàng, các anh chị. Cách làm của Robby á, nó khác với tất cả những cái mô hình kinh doanh khác. Cái công thức kinh điển để mà thành công trong Robby nó có 3 vế, các anh chị. Vế thứ đầu tiên, cái đích đến của mình á, cái đích đến của cái kinh doanh này là gì, các anh chị? Đó là một cái kinh doanh mà mình có thể tận dụng cái sức tạo thành một cái hệ thống phân phối lớn, đúng không? Đó là cái đích đến của chúng ta, các anh chị đồng ý với không? Mình tận dụng nha các anh chị, chứ không phải là lợi dụng. Và từ cái việc mà mình sở hữu cái kênh phân phối đó thì mình sẽ có một cái bài toán để mà mình có thể làm giàu, mình có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vậy thì làm cách nào để mà mình có thể tận dụng được sức của nhiều người, các anh chị? Làm cách nào để mình có thể tận dụng được sức của nhiều người, các anh chị? Làm cách nào để mình có thể tận dụng được sức của nhiều người, các anh chị? Đó là mình phải hướng dẫn, đúng không? Cái cách làm của mình là gì? Mỗi người làm một ít, dùng một ít, nhưng mà nhân với nhiều người. Vậy thì để mà mình có thể ra được cái công thức đó thì một trong những cái bí quyết nó rất là lớn, đó là mình phải hướng dẫn được cho những cái người khác, người ta có thể làm được cái việc đó và người ta làm ra kết quả. Nên cái việc hướng dẫn nó rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao á, mà một trong những cái lĩnh vực, một trong những cái ngành nghề mà tham gia vào Robby, cái tỷ lệ thành công nó cao nhất là cái ngành gì, các anh chị biết không? Đó là cái ngành giáo viên, các anh chị. Bởi vì sao, các anh chị? Bởi vì cái việc mà hướng dẫn, cái việc mà dạy nha các anh chị, nó cũng là một nghiệp vụ nha các anh chị. Nó gọi là nghiệp vụ sư phạm đó, các anh chị. Để mà người ta có thể ra trường, người ta đứng lớp, người ta đi dạy một cách bài bản đó, các anh chị, thì người ta cũng cần học 4 năm mà. Chưa kể có một số các anh chị là thạc sĩ nữa thì mình phải học thêm 2 năm nữa, các anh chị. Đó là lý do tại sao á, nếu như mình là một cái người tay ngang vào cái lĩnh vực hướng dẫn này á, các anh chị, vào cái việc mà hướng dẫn cho người khác, thì mình chưa kết quả ngay từ ban đầu thì chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi. Và Ấn nhấn mạnh lại là cái ngành mà gọi là ngành vàng của kinh doanh Robby đó chính là ngành giáo viên, các anh chị. À, nên nếu như anh chị nào mà mình đang là giáo viên á thì mình đang có một cái nền tảng rất là tốt để mình phát triển kinh doanh Robby này. Vậy thì cái bí quyết của mình nó sẽ là dạy, đúng không? Nhưng mà làm cách nào để mình có thể dạy tốt?
theo như các anh chị thì làm cách nào để mình có thể dạy tốt? Học. Học rồi thì có dạy tốt không các anh chị? Chưa các anh chị. Cái công thức chuẩn của nó này, các anh chị, nó có 3 vế. Đầu tiên là học. Nhưng mà sau đó không có bay vô dạy liền các anh chị. Nó có một cái bước ở giữa nữa. Ai làm thiếu cái bước này không bao giờ thành công trong cái hành trình hướng dẫn người khác hết. Đích đến là dạy. Đích đến là hướng dẫn cho rất rất là nhiều người có thể làm được cái kinh doanh này. À, thật ra thì từ hướng dẫn nó đúng hơn. Từ dạy nó không đúng lắm. Mình không dạy dỗ ai hết. Nhưng mà mình hướng dẫn. Nhưng mà để đây mình dùng một cái từ mà cho nó phổ biến và nó cũng có một cái sức mạnh và nó ngắn gọn đó, thì mình dùng cái từ dạy. Vậy thì á, trước khi mình học xong rồi mình không dạy liền. Mà nó phải có một cái vế ở giữa nữa. Đó là làm. Nên là cái câu đúng nhất, cái ba vế mà nó chuẩn nhất mà mình sẽ phải comment xuống các anh chị, đó là học, làm, rồi sau đó mới tới dạy các anh chị. Thường á, mình bị thiếu bước. Có nghĩa là gì? Mình là một cái người học tốt, mình là một cái người làm tốt, nhưng mình không dạy được cho người khác các anh chị. Mình không hướng dẫn được cho người khác để người ta làm giống vậy. Ai đang gặp cái trường hợp này, ai rơi vào trường hợp này, comment xuống dưới số 1 các anh chị. Rồi cái trường hợp thứ hai các anh chị, đó là gì? Có nhiều anh á, là chơi còn hoành tráng hơn các anh chị. Có nghĩa là gì? Học làm gì cho mất công. Vô là làm luôn. Mà làm xong là gì các anh chị? Đi dạy luôn. Thì cái trường hợp này các anh chị, nó cũng không thành công. Nó là trường hợp số 2. Trường hợp số 3 là gì các anh chị? Là một số các anh chị là lý thuyết. Có nghĩa là gì? Học nhưng không làm. Mà sau đó bay vô dạy luôn. Thì cái trường hợp này là số 3. Ai gặp cái trường hợp này thì bấm comment số 3 các anh chị. Bởi vì sao các anh chị? Bởi vì á, là người ta nói là gì? Chưa học bò, chớ lo học chạy. Thành công nó phải qua trải qua đủ bước và nó phải có đúng tiến trình các anh chị. Các anh chị không qua đi qua từng bước học, làm thì cái việc dạy các anh chị nó không bao giờ hiệu quả được. Mà nếu như mà các anh chị học, làm mà các anh chị không dạy thì kinh doanh của các anh chị nó cũng không bùng nổ được. Các anh chị không sao chép, các anh chị không hướng dẫn được cho những người khác thì nó cũng không bùng nổ được. Nên á là cái việc mà các anh chị thực hành 3 bước của công thức này nó rất là quan trọng. Vậy thì trong cái vấn đề về bán hàng á, nó có những cái cao độ nè. Nó có những cái điểm quan trọng nè. Mà mình cần phải lưu ý các anh chị. Thứ nhất, đó là gì các anh chị? Khi mà khách hàng từ chối cái việc mua hàng của mình á, thì theo như các anh chị là họ từ chối cái gì? Nếu như mà khách hàng từ chối cái việc mua hàng của mình thì rõ ràng có phải là họ từ chối sản phẩm không? Họ từ chối sản phẩm không các anh chị? Nếu như họ từ chối sản phẩm, ví dụ như sản phẩm ở đó là Vili đi, tại sao mình bán không được? Trong khi cái doanh số của sản phẩm đó là hơn 20 tỷ, 30 tỷ một tháng. Và một tháng như vậy nó bán ra là hơn 10.000 sản phẩm. Hoặc là hơn là gì các anh chị? 20.000 sản phẩm. Mà nếu như mình không bán được thì có phải là người ta từ chối sản phẩm các anh chị? Không. Người ta từ chối chính mình các anh chị. Cũng không phải từ chối vì giá sản phẩm luôn các anh chị. Vậy thì tại sao những người khác, người ta bán có thấp giá hơn mình không? Không các anh chị, người ta cũng bán với giá là 3.680.000 một combo. Mà tại sao người ta bán được, còn mình thì không? Nên là mình không thể nào nói là gì các anh chị, người ta từ chối do giá của sản phẩm các anh chị. Sau cùng á, chung quy lại là gì các anh chị? Người ta từ chối là từ chối chính mình thôi các anh chị. Bây giờ mình đã định vị mình là gì các anh chị? Một cái người tư vấn à. Trước đây người ta gọi là gì các anh chị? Là một cái người bán hàng. Ví dụ như là gì các anh chị? Người ta gọi là bán bảo hiểm, rồi bán bất động sản. Nhưng bây giờ người ta gọi là gì các anh chị? Tư vấn bảo hiểm, tư vấn bất động sản. Vậy thì cái việc bán và cái việc tư vấn nó khác nhau như thế nào là các anh chị? Bán là mình cố gắng bán một cái sản phẩm nào đó cho một cái người nào đó để mà mang lại cái lợi nhuận cho mình. Thì đó là hành động bán. Nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái cuộc trao đổi qua lại sản phẩm và tiền thôi. À, nhưng mà tư vấn thì sao các anh chị? Giống như một cái người bác sĩ tâm lý vậy. Khi mà người ta tư vấn thì người ta đâu có nói về giải pháp ngay đâu mà các anh chị, mà người ta sẽ hỏi về cái vấn đề của cái người đó, mình sẽ hỏi về cái nhu cầu của người đó. Vậy thì tư vấn là tư vấn cho những cái nhu cầu, cho những cái vấn đề của khách hàng, và mình hoàn toàn đứng về phía khách hàng. Và để mà mình tư vấn được hiệu quả cho cái điều đó thì mình phải là một cái người rất là am hiểu về cái mảng đó. Mình phải về cái mặt kiến thức, về mặt chuyên môn, về mặt kinh nghiệm, mình phải đứng trên khách hàng, chứ nó không phải là một cái mối quan hệ ngang hàng và nó chỉ là một cái hoạt động giao thương, mà nó phải là một cái hoạt động cho nhận, cho đi và nhận lại. Vậy thì chúng ta đã định vị mình là ngành hàng tư vấn. Bản thân chúng ta là những cái storyteller, là những cái người kể chuyện, là những cái người tư vấn. Vậy thì mình đã
đã phát triển cái năng lực đó nó thật sự là mạnh mẽ chưa. Và cái thứ hai, mình một cái câu hỏi thứ hai mình đặt ra cho các anh chị này, là mình bán một cái, ví dụ như bây giờ mình bán một cái cây kim đi. Nếu như mình chỉ bán cho người ta là một cái cây kim thì nó chỉ có giá ấn ví dụ là 5.000 thôi. Nhưng mình có thật sự bán cây kim không? Hay là mình bán cái gì các anh chị? Mình bán cái giá trị của cây kim. Đúng à? Vậy thì á, mình sẽ phải tập trung làm sao để mà mình khai thác được những cái khía cạnh của cái giá trị của sản phẩm đó. Tất nhiên các anh chị sẽ nói rằng là gì? Cái này là em làm mỗi ngày. Cái này là em đang làm nhưng mà nó không hiệu quả. Không, dừng lại chút xíu các anh chị. Đôi khi các anh chị đang ở cái trạng thái là gì ạ? Là mình nghe thôi, mình hiểu thôi, nhưng mà nó chưa thật sự là cái của mình. Nó chưa thật sự là cái của mình từ trong cái ánh mắt, từ trong cái lời nói, từ trong cái cử chỉ, từ trong cái năng lượng mà nó toát ra, và nó không ảnh hưởng được người khác. Nên sau cùng á, mình vẫn phải rèn luyện thêm tất cả những cái điều đó các anh chị. Các anh chị đi tìm một cái bí quyết nào đó, các anh chị đi tìm một cái cách thức nào đó mà nó bán hàng mà nó thần kỳ các anh chị. Sau cùng cái cách thức đó nó nằm chính ở trong các anh chị thôi, chứ nó không nằm ở chỗ nào hết. À, nên là gì các anh chị? Các anh chị sẽ tập trung vào cái chỗ đó, thì các anh chị sẽ nâng cao cái tỷ lệ bán hàng của các anh chị nó tốt hơn. Đó là các anh chị tập trung vào. Mình thường á, mình nhìn á, là mình dùng hai cái đôi mắt của mình để nhìn. À đúng rồi, mình nhìn đôi mắt của mình để nhìn và mình nhìn ra. Mình không có bao giờ mà mình nhìn vô ấy. Có nghĩa là gì? Mình chỉ nhìn vào cái người khách hàng và mình đi tìm cái lý do tại sao họ từ chối. Và mình tìm cái lý do đó từ cái bên ngoài, do cái sản phẩm, do cái này, do cái kia. Bởi vì cái đôi mắt của mình là hướng ra ngoài mà các anh chị. Nhưng mà các anh chị phải nhìn vào bên trong á, các anh chị tìm kiếm cái gọi là cái sự thay đổi, cái sự thành công đó, nó phải đến từ cái bên trong. Cái năng lượng mình toát ra như thế nào, cái thần thái mình chia sẻ như thế nào, cái nội dung, cái câu từ như thế nào, cái cách mà mình dẫn dắt cái cảm xúc của họ như thế nào. Tất cả những cái đó các anh chị, nó mới tạo ra cái sự thành công. Còn nếu như mà các anh chị muốn trở thành một cái người bán hàng đỉnh cao á, thì các anh chị không có bán cái sản phẩm, các anh chị cũng không bán cái giá trị luôn. Mà các anh chị biết các anh chị sẽ bán gì không? Các anh chị sẽ bán thân thì đúng, nhưng mà cái câu mà nó đúng nhất các anh chị, đó là mình phải bán cái phong cách của mình đó các anh chị. Bán cái phong cách của mình. Cuộc đời này mình chỉ có hai cái sự lựa chọn thôi. Hoặc là mình là người lãnh đạo, hoặc là mình là một cái người bị lãnh đạo. Hoặc là một cái người, mình là một cái người ảnh hưởng, hoặc là mình là một cái người bị ảnh hưởng. Nếu như các anh chị không ảnh hưởng được khách hàng thì các anh chị sẽ bị khách hàng ảnh hưởng. Nếu như mà các anh chị không ảnh hưởng được cái người đối tác của mình thì mình sẽ bị cái người đối tác của mình ảnh hưởng. Vậy thì sau cùng cái phong cách của ai nó hay ho hơn, cái phong cách của ai nó thu hút hơn, cái phong cách của ai nó xịn sò hơn thì nó sẽ thu hút được cái người còn lại các anh chị. Một cái tin buồn là gì các anh chị? Nếu như mà mình không có bán hàng được một cách hiệu quả thì cái phong cách của mình đó, ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa đủ cái sự thu hút. Nhưng mà một cái tin vui là gì các anh chị? Cái phong cách này nó có thể cải thiện được. Cải thiện tất cả mọi thứ, từ là cái cách thức bên ngoài cho tới những cái bên trong, từ ở trên Facebook, mạng xã hội cho tới cái cuộc sống của mình ở ngoài đời. Chỉ cần các anh chị cải thiện được hết, các anh chị nó tạo ra một cái phong cách rất là riêng. Như nào là một cái người bán hàng có phong cách? Ấn đánh giá ví dụ như một số leader của chúng ta như chị Lê Sự, hoặc là kể cả TT hay là một số các anh chị mentor 3 sao á, các anh chị nhìn họ, các anh chị không có gọi tên ra được, nhưng các anh chị thấy đó là một cái người rất là có phong cách. Và chính những cái phong cách đó các anh chị, nó ảnh hưởng và nó tác động tới những cái người xung quanh, nó ảnh hưởng tới khách hàng. Đó là lý do tại sao mình bán hàng á, nó có 3 cái trạng thái như vậy các anh chị. Đầu tiên là bán sản phẩm, sau đó là bán giá trị, nhưng sau cùng đó là bán phong cách các anh chị. Vậy thì tùy thì các anh chị đang ở cái level nào các anh chị hướng tới. Còn các anh chị nói thêm một cái khía cạnh ở cái phần bán hàng này nữa thôi các anh chị. Đó là mình sẽ phải hình dung rằng là gì các anh chị? Là mình có nhiều cách để mình có thể đạt được cái code 1 sao thông qua cái vấn đề bán hàng các anh chị. Hoặc là mình có thể tự mình làm cái điều đó, hoặc là mình có thể có cái đội nhóm. Đó là cái cách thức mà mình làm. Nếu như mình bán mạnh thì mình có thể đạt được cái mức doanh số là 15-20 triệu boy chẳng hạn, thì mình chỉ cần 1-2 người là mình có thể làm được cái điều đó. Nhưng nếu như mình bán không mạnh, mình chỉ bán được 2-3 triệu boy thôi, thì mình có đạt được code 1 sao? Vẫn đạt được các anh chị. Nhưng mà mình cần thêm thời gian. Ví dụ như là người ta mất 1 tháng để người ta đạt code 1 sao, thì mình có thể mất 2-3 tháng để mình đạt code 1 sao. Mình bán chỉ đáng được 2-3 triệu thôi, mình cố gắng nâng nó lên 5 triệu.
Nhưng mà sau đó là gì các anh chị? Mình có một cái đội ngũ. Ví dụ như 5 triệu boy thì 6 người nhân lại 5 triệu thì đã là thành 30 triệu boy rồi các anh chị. Nên nó có hai cái cách thức để mà đạt như vậy. Tùy vào cái level bán hàng của mình nó đang như thế nào. Nhưng quan trọng giống như ông nói là mình vẫn phải là gì? Đưa một cái tâm thái chuẩn vào đó. Thì lúc đó là gì các anh chị? Mình mới có thể đạt được. Và mình phải có một cái mục tiêu rất là rõ ràng cho cái phần này. Ok. Vậy thì bây giờ mình muốn trở thành coach 2 sao thì mình phải tập trung vào cái phần gì các anh chị? Mình phải tập trung vào cái phần mở rộng. Đó là thật sự. Một số các anh chị ở đây ấn biết là gì? Đó là mình bán hàng rất là tốt. Nhưng khi mà mình bán hàng tốt nhất thì mình lại gì các anh chị? Mình lại quá tự tin vào cái năng lực bán hàng của mình. Và mình đang kiếm tiền tốt. Robby á là một cái bữa ăn mà nó sẽ dọn lên bàn cho các anh chị rất là nhiều món. Rất là nhiều món. Cái món đầu tiên mà các anh chị có thể nhận về được ngay đó chính là cái món là gì các anh chị? Cái món là bán lẻ. À, mình bán được cái đơn nào mình sẽ có cái hoa hồng bán lẻ ngay. Nhưng nếu như mà các chị muốn ăn được nhiều những cái món giá trị hơn. Ví dụ như mình muốn có một cái doanh số lớn. Ví dụ như mình muốn có một cái doanh số bền vững. Ví dụ như mình muốn có một cái doanh số thông minh. Một cái doanh số thông minh có nghĩa là gì các chị? Cái doanh số của mình đóng góp vào đó nó chỉ là một phần. Và cái doanh số của mình kể cả nó không có thì cái doanh số thông minh đó nó vẫn xuất hiện. Thì mình sẽ phải nghĩ tới cái vấn đề là gì các chị? Mở rộng. Cái này là quyền lựa chọn của các anh chị thôi. Kinh doanh Robby là kinh doanh của các anh chị mà. Các anh chị hoàn toàn làm chủ nó. Ở trong kinh doanh này không ai nói các anh chị phải làm gì hết. À, không có ai yêu cầu, không ai ép buộc được các anh chị. Mà quan trọng đều là các anh chị muốn đó. Giống như cái việc mà đạt được doanh số như vậy thôi. Các anh chị muốn bán 5 triệu hay là các anh chị muốn bán 10 triệu, 20 triệu hay là 30 triệu, đó là quyền lựa chọn của các anh chị. Không ai ép các anh chị phải nhất định tháng này đạt được cái mức đó hết. À, mà tùy các anh chị lựa chọn thôi. Vậy thì tương tự giống vậy, cái việc mở rộng cũng là cái sự lựa chọn của các anh chị. Tuy nhiên nếu như mà các anh chị muốn mở rộng hiệu quả thì có hai phần mà các anh chị cần phải tập trung. Các anh chị cần phải làm rất là tốt. Thật ra là ba phần. Có anh chị nào mình đang gặp cái khó khăn trong cái vấn đề về mở rộng không? Có anh chị nào mình đang gặp cái khó khăn trong vấn đề về mở rộng không? Có đúng không? Thì thường á, cái vấn đề mở rộng á, nó chỉ có nằm ở trong ba chỗ thôi. Một, các anh chị là không có người để nói. Đơn giản nhất. Hai, các anh chị là nói mà không làm. Ba, các anh chị là gì các anh chị? Là làm. Làm ở đây có nghĩa là không có người để nói này. Nói mà không đăng ký này. Đăng ký mà không làm này. Làm mà không hiệu quả. Nó chỉ có nằm ở trong những cái trường hợp đó thôi các anh chị. Vậy thì các anh chị xem thử các anh chị đang dính cái vấn đề này. Không có người để nói. Hay là nói mà người ta không đăng ký. Hay là người ta đăng ký nhưng mà người ta không làm. Hay là làm nhưng mà không hiệu quả. Hai, ba, bốn, năm. Mình nói có mấy bé ta? Bốn cái đúng không? Nói mà không có người để nói nè. Nói mà không có đăng ký nè. Đăng ký mà không làm nè. Làm mà không hiệu quả nè. Bốn cái. Rồi. À. Vậy là các anh chị chủ yếu là dính vào những cái sau hả? Làm, đăng ký mà, nói mà không làm. Nói mà không đăng ký. Nói mà không đăng ký thì do sao các chị? Nói mà không đăng ký thì do sao các chị? Vậy thì để mà mình nói cho ta đăng ký thì mình phải tập trung vào cái gì các chị? Để mà mình nói mà người ta đăng ký các chị. Không phải là do người ta. Cũng không phải là do các chị nói. Các chị có thể nói hay á. Các anh chị có thể nói tốt á. Nhưng cái bài toán ở đây là gì các anh chị? Là mình nói chưa đủ hay với cái người đó. Vậy thì nếu như mà mình nói mà người ta không đăng ký á, thì sau cùng mình phải tập trung về lại một cái các anh chị. Đó là mình phải xem thử rằng là cái bài BBB của mình đó. Các anh chị tập trung vào một điểm đó. Nó chính là cái điểm chiến lược của cái việc để mà các anh chị nói mà người ta đăng ký á, các anh chị là BBB á. Bây giờ hỏi thật các anh chị ở đây bao nhiêu các anh chị nè. Là mình đã BBB được rồi. BBB được rồi. Các anh chị đang comment là tôi đúng không? Thì ấn hỏi nè. Các anh chị đã thực hiện bao nhiêu bài BBB từ cái lúc mà các anh chị tham gia tới bây giờ?
BB một cách đàng hoàng và nghiêm chỉnh nha các anh chị, chứ không phải là cho thông tin nha. BBB nha các anh chị. BB có nghĩa là gì? Business Presentation Plan, là một cái bài nói về cái kinh doanh Robby một cách chuẩn chỉnh các anh chị. Rất nhiều là bao nhiêu? 9 lần, ví dụ như vậy. Bao nhiêu lần đếm được các anh chị? 10 lần, 20 lần. Các anh chị phải đếm cho có kỹ nha. Đôi khi các anh chị bị gọi là cái con số nó đánh lừa. Các anh chị đếm cho nó chi tiết ra là bao nhiêu lần mình đã thực hiện cái bài BB đàng hoàng một cách chỉnh chu từ đầu tới cuối. À, một số các anh chị sẽ nói rằng là nhưng mà người ta không chịu nghe. Vậy thì rõ ràng là người ta không nghe cho tới phút cuối. Người ta không nghe cho tới phút cuối á, là do cái bài BB của mình nó chưa tốt, nên là người ta mới không nghe cho tới phút cuối. Còn nếu như mà cái bài BB của mình nó tốt rồi các anh chị, thì không lý do gì mà người ta không nghe. Vậy thì các anh chị làm được bao nhiêu lần rồi? 5 lần, 50 lần hay là gì đó? Thì các anh chị phải hiểu một cái bí quyết là gì các anh chị? Là sống lâu á thì ra lão làng. Việt Nam mình á, cái gì không nhiều nhưng mà người thì nhiều. Vậy thì các anh chị có thể đặt được cái mục tiêu là gì các anh chị? Một ngày á, các anh chị có thể BBB được một lần á. Nếu như mà các anh chị có thể làm được cái điều đó thì một năm các anh chị sẽ có 365 bài BBB. Và một cái nội dung nào đó các anh chị không thể hoàn thiện nó chỉ trong một vài lần hoặc một vài chục lần đâu các anh chị. Bởi vì sao các anh chị biết không? Bởi vì các anh chị sẽ gặp rất nhiều những cái trường hợp người khác nhau. Ấn ví dụ như các anh chị mình chia ra thành khoảng 5 nhóm người. Trong 5 nhóm người đó nó lại chia ra thành 5 rất là nhiều những cái mối quan hệ giữa mình, cái level mối quan hệ giữa mình với người đó, và nó chia ra rất là nhiều trường hợp khác nhau nữa. Vậy thì sau cùng á, mình có thể nói mình BB được 20 lần, 30 lần, nhưng mà chia ra cho từng trường hợp á, thì trong cái trường hợp đó mình chỉ mới BBB có một lần thôi. Thì làm sao mà mình đủ cái thời gian để mà mình rút kinh nghiệm, làm theo cái thời gian để đủ để mà mình có thể là upgrade cái nội dung đó của mình lên các anh chị, rất là khó. Nên là gì các anh chị? Mỗi cái trường hợp nhỏ như vậy các anh chị phải cho phép mình BBB lại rất nhiều lần. Thì lúc đó các anh chị mới có thể là gì các anh chị? Mới có thể tự tin được. Bản thân Ấn này các anh chị, cái thời mình bắt đầu làm, mình tự hào là gì các anh chị? Mình đã nói chuyện với hơn cả ngàn người. Rất là nhiều người. Nên mình gần như là gì các anh chị? Mình chỉ cần nói chuyện, mình chỉ cần nghe thôi. Là mình biết rằng là cái người đó là cái người thuộc cái tiếp như thế nào. Cái người đó người ta đang quan tâm tới cái gì? Cái người đó người ta đang tìm kiếm cái điều gì? Và cái nội dung BB của mình sẽ điều chỉnh. Cái sườn nó không bao giờ thay đổi, nhưng mà cái ý nó sẽ thay đổi các anh chị. Và nó sẽ phù hợp với cái người đó. Và không bao giờ mình không nói được cái bài BB từ đầu cho tới cuối. Mình sẽ có những cái cách để mình làm cho người ta, là sao các anh chị, người ta đang lơ, người ta đang không quan tâm, nhưng mình sẽ kéo người ta lại được bằng một số những cái câu hỏi, bằng số một cái kỹ thuật các anh chị. Và để mà các anh chị có thể làm được cái điều giống như vậy á, đâu phải là các anh chị làm ngày một ngày hai đâu. Nội cái việc mà các anh chị có tin không, là người ta từ chối các anh chị là từ 3 giây đầu tiên á. Khi mà các anh chị bắt đầu thốt lên hai chữ Robby thôi. Nhưng mà khi mà người ta nghe cái cường độ của cái câu nói các anh chị, người ta nghe cái giọng điệu của các anh chị, người ta thấy cái ánh mắt của các anh chị, người ta thấy cái lời, cái cử chỉ các anh chị, người ta từ chối các anh chị. Người ta từ chối thì tất nhiên người ta không nói ra liền, mà người ta từ chối ở trong đầu của người ta. Nên là gì các anh chị? Các anh chị nói là BB của các anh chị là đã làm tốt rồi, không có đâu. Bây giờ các anh chị hãy thử như này nè, các anh chị làm theo cái phương pháp như này nè các anh chị. Đó là gì? Đó là nếu như bây giờ nhà nước đưa ra một cái quy định, mỗi ngày các anh chị không BB được một ngày một lần á, thì các anh chị sẽ phải là gì các anh chị? Đi vô trỏng. Các anh chị sẽ phải vô trại giam. Thì các anh chị có đi BB không? Bây giờ mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một á là đi ra bên ngoài kiếm một người nào đó để BB cho họ. Và cái trường hợp thứ hai là gì các anh chị? Vô trại giam thôi. Thì các anh chị lựa chọn phương pháp nào các anh chị? Các anh chị sẽ thấy cái nào nó dễ hơn. Bây giờ các chị đang thấy là cái việc mà BB mỗi ngày á các anh chị là nó khó. Nhưng mà sau này các chị sẽ thấy rằng là gì? Có nhiều thứ nó còn khó hơn cái việc mà mình BB một lần một ngày các anh chị. Và Việt Nam cái gì nó không nhiều, chứ riêng người là nhiều các anh chị. À vậy thì các chị hình dung một điều là gì ạ? Các anh chị phải rèn luyện đi, rèn luyện lại, làm đi làm lại. Các anh chị sẽ hỏi Ấn cái câu là gì? BB học ở đâu? À, đúng không? Vậy thì khi mà các chị hỏi câu đó là các chị đang đúng rồi. Mình học từ chính những người xung quanh. Mình học từ chính những cái video clip ở trên mạng các anh chị. Và mình đừng có phụ thuộc. Hiện tại ở kinh doanh online, Ấn đang thấy nó làm hư các anh chị đi. Ở một cái là gì các anh chị?
có quá nhiều cách để mà mình có thể là gì các anh chị, để mình có thể truyền tải cái nội dung này cho cái người khác. Mà một trong những cách dễ dàng nhất là gửi một cái đường link Zoom nào đó cho một cái người nào đó vào nghe, hoặc là gì các anh chị gửi một cái clip YouTube nào đó cho họ. Và bản thân mình không phải là người thực hiện BAB chính thức cho người đó dù chỉ một lần các anh chị. Và cái đó là một cái rất là sai lầm các anh chị. Một cái đó là một cái rất là sai lầm. Bản thân mình phải là một cái người nói BAB cực kỳ tốt. Nếu như mà các anh chị muốn trở thành một cái người mở rộng tốt, các anh chị muốn trở thành những cấp bậc khác tốt các anh chị, thì người ta nói là gì? Cái con người, người mới chính là lông mạch của kinh doanh này, chính là huyết mạch của kinh doanh này các anh chị. Vậy thì nếu như mình không có khả năng nói BB á, mình không có khả năng nói cho người ta mà mắt người ta nó phải sáng lên như cái đèn pha các anh chị, làm cho người ta từ một cái trạng thái như này là các anh chị mà người ta phải gần lại các anh chị á, thì lúc đó các anh chị không bao giờ làm được cái điều đó hết. Các anh chị không bao giờ làm được cái điều đó hết. Đó là lý do tại sao để mà các anh chị nói một cái bài BB tốt, đầu tiên các anh chị phải nắm được trong chính nội dung này của mình thông qua những cái clip mà các anh chị record lại, các anh chị ghi, các anh chị phải soạn nó ra. Ấn hỏi thật nè, ở đây có bao nhiêu các anh chị mình đã soạn ra một cái bài BB cho mình chứ? Mình soạn ra giấy các anh chị, sau đó mình quay cái clip lại các anh chị. Thời xưa lẫn làm giống như vậy các anh chị. Có nghĩa là gì? Mình soạn ra giấy từng cái ý một mà mình sẽ nói. Mở bài là gì? Những cái câu hỏi gợi mở là gì? Thân bài là gì? Vẽ như thế nào? Kết bài là như thế nào các anh chị? Soạn ra các anh chị. Soạn ra rồi sau đó là gì các anh chị? Quay clip lại. Quay clip sau lại, sau đó xem lại các anh chị nhiều lần là cảm thấy mắc ói luôn. Cái giọng mình sao nó kinh thế? Sao mà mình nói gì mà nghe nó không có trôi chảy gì hết các anh chị? Và mình phải làm cái điều đó các anh chị. Các anh chị chưa có làm cái điều đó thì làm sao mà các anh chị có thể qua cái bước thứ hai là các anh chị rèn luyện cái bài đó mỗi ngày được các anh chị? Mình phải soạn nó ra các anh chị. Và mình thậm chí là gì các anh chị? Mình soạn nó ra theo kiểu là gì? Với cái nhóm người này thì mình sẽ dùng cái nội dung như thế này. Với cái nhóm người kia thì mình sẽ dùng nội dung như kia. Cái nhóm người nội mình sẽ dùng cái nội dung như thế này các anh chị. Mình soạn nó ra các anh chị. Và mình thực hành đi, thực hành lại. Nó giống như cái người bán vé số vậy các anh chị. Cái người bán vé số thì cái việc mà người ta mời mỗi người á, thì đó là cái nghĩa vụ của họ các anh chị. Họ không vui, họ không buồn. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em cũng không hề hối tiếc luôn. Có nghĩa là gì? Em bán một cái tờ vé số á, thì anh gật anh lắc gì cũng được, quan trọng là em mời thôi. Thì tương tự giống vậy các anh chị, cái việc mà các anh chị BB á, cái việc mà người ta đồng ý hay từ chối nó chẳng là cái nghĩa lý gì với các anh chị hết, mà đơn giản rằng là nó chỉ có một mục đích duy nhất thôi, là nó giúp cho mình hoàn thiện cái bài BB đó của mình hơn các anh chị. Và người ta có một cái nguyên tắc là nguyên tắc 10.000 lần các anh chị. Nó có một cái cuốn sách là gì các anh chị, những kẻ xuất chúng. Thì người ta nghiên cứu ra một cái công thức là gì các anh chị? Tất cả những cái người xuất chúng đó, không phải là người ta là những cái người thiên tài đâu, mà người ta gọi là gì? Thiên tài là cái người miệt mài với đam mê các anh chị. Vậy thì cái người mở rộng tốt đó, các anh chị, là cái người miệt mài với BAB. Vậy thì các anh chị có muốn là một cái người thiên tài về mở rộng không các anh chị? Nếu như á, mà mình muốn mình là một cái người thiên tài về mở rộng mà các anh chị mà làm được cái điều đó, thì Ấn nói thiệt với các anh chị là tiền trong cái Robby là các anh chị lụm túi luôn các anh chị. Tại vì sao các anh chị? Kinh doanh của Robby là kinh doanh của rất rất nhiều nhóm. Mình tạo ra một cái nền tảng bán lẻ tốt để mà tất cả mọi người đều có thể tham gia vào. Vậy thì nếu như mình có thể là gì các anh chị? Mình có thể rằng là mở rộng được rất 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 nhiều nhóm. Thì lúc đó nó sẽ rất là hay các anh chị. Các anh chị đang đặt mục tiêu á, là một năm như vậy mình sẽ mở rộng bao nhiêu người? Mình đã đặt mục tiêu là một năm mình sẽ mở rộng bao nhiêu người? Các anh chị comment xuống dưới thử các anh chị. Một năm mình sẽ có bao nhiêu G1? Có anh chị nào mình đặt cái mục tiêu thấp không? Mình đặt cái mục tiêu là 3-4 người không các anh chị? Bản thân ví dụ như mình đặt cái mục tiêu á là 3-4 người các anh chị, hoặc là một năm á mình đặt cái mục tiêu là 12 người chẳng hạn, thì chia ra một tháng á, là cái mục tiêu của mình là một người. Bản thân cái mục tiêu đó nó không có sức mạnh các anh chị. Một cái mục tiêu mà khi mà các chị đặt ra á, cái mặt của các chị nó phải đỏ mặt tía tai da gà, các chị nó rợn lên á, thì nó mới đủ cái sức hấp dẫn cho các anh chị. Và nó mới đủ để mà các anh chị
cuốn vào cái vòng xoáy đó và các anh chị fighting cho nó, các anh chị chiến đấu cho nó, các anh chị 12 người không ok đâu các anh chị. Các anh chị đặt cái mục tiêu mà 12 người, người ta nói là gì, các anh chị nhắm cái mặt trời á. À thì ít nhất các anh chị còn trúng được cái mặt trăng. Các anh chị nhắm mặt trăng á thì ít nhất các anh chị còn trúng được một cái con thú săn nào đó mà các anh chị đang theo dõi. Còn nếu như mà cái mục tiêu mà các anh chị nhắm là gì các anh chị, một cái con thú nào đó thì sao các anh chị? Nó fail ngay, nó rớt ngay các anh chị. Nên là gì các anh chị? Mục tiêu á, người ta nói là gì? Mục tiêu á thì nó phải cao hơn tầm với. Chứ nếu như mà không á thì thiên đường sinh ra để làm gì các anh chị? Thiên đường là phải với các anh chị. À và mình với, chính vì mình với thì cái thiên đường nó mới hiện ra. Và một cái bí mật nữa là gì các anh chị? Chính vì mình với á thì mình mới dễ đạt được các anh chị. Nên nếu như mà cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra nó quá thấp các anh chị, nó không bao giờ mà nó hoàn thành được. Ví dụ như một cái mục tiêu mà nó thử thách này các anh chị, là nó tầm khoảng là gì các anh chị? Mình đặt mục tiêu á là 40 người một năm chẳng hạn như vậy các anh chị, mình đặt mục tiêu như vậy thì mình sẽ thấy nó là một cái hoạt động là gì các anh chị? Impossible. À mình sẽ thấy nó là một cái hoạt động gì các anh chị? Impossible. Nhưng mà là gì các anh chị? Nhưng mà nó có cái động lực với mình. Nhưng mà các anh chị biết không, nó có một cái nguyên tắc á, phàm á, nếu mà mình làm tốt á thì cái tỷ lệ thấp nhất mà mình có thể đạt được các anh chị đó là 20%. Cái nguyên tắc 80-20, cái cuốn sách này nó đã tồn tại rất là lâu rồi các anh chị, và đây là một cái nguyên tắc mà nó phổ biến trong cuộc sống. Thường á 80% cái kết quả của gọi là gì các anh chị, 20% cái kết quả của mình á, nó tạo ra từ 80% cái thời gian mình bỏ ra, và có 20% cái thời gian mình bỏ ra thì nó có thể tạo ra 80% cái kết quả. Cái công thức 80-20, cái người giàu á thì trên thế giới này là chiếm 20%, cái người nghèo chiếm 80%. Cái công thức này nó luôn luôn đúng các anh chị. Vậy thì nếu như mình áp dụng cái công thức này vào cái kinh doanh của mình, có nghĩa rằng là nếu như á, cái tỷ lệ tuyển dụng của mình, cái tỷ lệ mà mở rộng của mình là 20%, thì nếu như một ngày mình có thể nói BAB được một ngày một người 36-35 ngày, 365 ca BAB, thì cái tỷ lệ mình có thể nâng lên các anh chị, là nâng lên là gì các anh chị? Nâng lên là thành 73 người lận các anh chị. Chứ nó không có đơn thuần là gì các anh chị, là 40 người đâu. Vậy thì 40 người là cái mục tiêu mà có thể rằng là trước khi các anh chị vào cái buổi này các anh chị không hề nghĩ tới các anh chị. Nhưng mà nó cũng là một cái mục tiêu rất là đơn giản luôn các anh chị. À so với cái tỷ lệ 80-20 thì nó còn thấp gấp đôi các anh chị. À đó là 365 KBB một ngày. Nhưng mà vậy thì cái ấn hỏi các anh chị nè, nếu mà mình quay về lại với cái công thức mà 10.000 á các anh chị, gọi là 10.000 giờ, hay bây giờ mình quy ra một giờ là một KBB, thường mình BB đâu đó một tiếng một ca cả các anh chị, thì 10.000, nếu như một ngày á mình chỉ thực hiện có 365 là gì các anh chị, một năm mình thực hiện là 365 cuộc BB, thì để mà mình hướng tới cái việc mà 10.000 KBB á thì mình sẽ phải là gì các anh chị, mình sẽ phải thực hiện trong vòng bao lâu các anh chị biết không? Mình sẽ phải thực hiện trong vòng bao lâu các anh chị biết không? Các anh chị chia máy ra thử, các anh chị nhìn cái con số là các anh chị hốt hoảng liền luôn các anh chị. Không đúng 3 năm không đúng các anh chị. Chính xác là gì các anh chị? Chính xác là 27 năm. 27 năm, gần 30 năm đó các anh chị. Bây giờ các anh chị thử liên tưởng cái này cho ấn nè. Ngày nào các anh chị cũng làm đi làm lại một ngày một KBB. Các anh chị làm liên tục như vậy trong vòng 27 năm. 27 năm sau mà các anh chị không phải là một cái gọi là thiên tài về BBB, một cái người mà BBB bắt phát bắt chúng thì tay ấn này các anh chị chặt luôn như mấn, quặp luôn. 27 năm sau các anh chị có tin cái điều đó không? Cuộc đời không tin là 27 năm mà ngày nào các anh chị cũng làm đi làm lại cái bài đó. Các anh chị tối ưu, các anh chị chỉnh sửa, các anh chị hoàn thiện nó hơn, các anh chị update thêm cái kiến thức của mình vào. Mà 10, đó là lý do tại sao mà cái công thức 10.000 giờ nó rất là lợi hại nha các anh chị. 10.000 giờ nó rất là lợi hại. 27 năm trời lặp đi lặp lại tất cả mọi ngày trong năm, từ là ngày bình thường cho tới là ngày nắng, ngày mưa, ngày đẹp trời, ngày buồn, ngày vui, ngày nào cũng làm như vậy hết. 27 năm trời mà không phải là một cái người BB xuất sắc thì ấn không tin. Đó là sự lợi hại của 10.000 giờ. Vậy thì cái câu trả lời câu hỏi tiếp theo đặt nè, các anh chị có sẵn sàng để 27 năm để trở thành chuyên gia không? Cái này một số các anh chị sẽ nói mấy cái thằng trẻ thì nó ok, chứ như cô thì sao con? Cô năm nay 50 tuổi rồi mà sao con bắt cô BB mà tới năm 77 tuổi thì cô cũng lại con. Đúng không các anh chị? Không được. Bây giờ 77 tuổi nó không được nữa rồi. 77 tuổi là phải nghỉ hưu rồi. Độ tuổi lao động là 65 thôi. Thì bây giờ sao các anh chị? Một ngày các
các anh chị muốn rút ngắn cái thời gian 27 năm đúng không? Thì một ngày các anh chị thực hiện 3 KBP, các anh chị. Một ngày các anh chị thực hiện 3 KBP. Thì các anh chị chia 3 nó ra được. Thì còn rút xuống 10 năm các anh chị. Các anh chị hỏi ngược lại rằng là gì các anh chị? Là có cách nào nhanh hơn không? Có các anh chị. Nhưng mà sao các anh chị? Nó không có đạt được cái độ chín mùi. Và nó sẽ không bao giờ có được cái kết quả. Tại vì cái nguyên tắc của nó, tại vì sao người ta lại nói là cái nguyên tắc 10.000 giờ các anh chị? Tại sao không phải là 1.000 giờ, 2.000 giờ hoặc là vài giờ thôi, mà là nguyên tắc 1.000 giờ các anh chị? 10.000 giờ các anh chị? Bởi vì đơn giản là đây là cái nguyên tắc nó đã được kiểm chứng rồi các anh chị. Nên các anh chị chỉ có một cách duy nhất để mà các anh chị có thể giải quyết được cái bài toán của mình thôi đó các anh chị. Đó là các anh chị sẽ nói BB nhiều hơn. Các anh chị sẽ làm nhiều hơn. Thì khi đó các anh chị sẽ là gì các anh chị? Nâng cao được cái năng lực này của mình. Mình chịu khó là gì các anh chị? Mình BB liên tục và mình hoàn thiện cái nội dung đó, hoàn thiện cái bài đó. Thì tự nhiên là gì các anh chị? Các anh chị sẽ làm được thôi. Ok không các anh chị? Đó là nói mà không đăng ký. Tiếp theo các anh chị là đăng ký mà không làm. Biết lý do tại sao mà đăng ký mà không làm không các anh chị? Mình thiếu cái gì? Có những người ấn hay gặp một cái câu là gì các anh chị? Là anh á, anh tuyển được nhiều lắm. Nhưng mà tại sao họ không làm? Họ không bán hàng, họ không kinh doanh, họ không có trở thành đại lý. Thì thường cái câu hỏi của ấn á các anh chị. Câu trả lời của ấn á các anh chị. Không, không hẳn là thiếu sự chăm sóc từ phía trên đâu các anh chị. Người ta nói là cái gì các anh chị? Mây tầng nào á thì hút mây tầng đó. Ai mà gặp cái trường hợp rất 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 là nhiều người. Nhưng mà sao các anh chị? Người ta không làm á, đăng ký rất nhiều nhưng không làm. Thì thay vì đi tìm kiếm cái câu trả lời từ bên ngoài á, thì ấn chỉ cần nhìn và ấn chỉ nói một câu thôi. Có thể anh cũng đang ở trong trường hợp giống vậy. Mà nó chỉ đang ở một cái hình thái khác nhau. Có nghĩa rằng là gì? Mình chưa có tìm ra được một cái lý do rõ ràng và đủ cái sức mạnh cho chính cái việc làm của mình và những người khác người ta cảm nhận được cái điều đó. Cái người đang hướng dẫn mà người ta còn không có gọi là gì, không có nghiêm túc với kinh doanh này, cái người hướng dẫn của mình á, mà người ta còn hời hợt, người ta không có tìm ra được những cái lý do rõ ràng và mà nó không có thể hiện ra một cái trường năng lượng giống như vậy, thì làm sao mà mình nói những cái người mới người ta có thể làm được giống như vậy được các chị? Nên sau cùng á các chị, để mà một cái người mà người ta đăng ký mà người ta làm, để mà nói mà đăng ký thì là BB, mà để mà đăng ký mà làm các chị, đó là gì các anh chị? Đó là một cái động lực các anh chị. Đó là một cái động cơ. Mình đang không nói tốt được một cái phần các anh chị. BB là nói về tiềm năng, tập trung vào tiềm năng. Nhưng còn để mà kích thích cho người ta làm các anh chị thì đó là nói về giá trị các anh chị. Mình nói rằng là mình nói BB tốt, mình nói tiềm năng tốt, nhưng mà người ta không làm. Xem lại bài BB của mình. Mình nói rằng là mình nói giá trị tốt, nhưng mà tại sao người ta không làm? Xem lại cái nội dung nói giá trị của mình các anh chị. À, mình có thật sự làm cho người ta cảm nhận được cái giá trị đấy không? Và hơn nữa rằng là gì các anh chị? Là họ có thấy rằng là nó có liên quan với họ và họ tự tìm ra cái giá trị cho họ hay không các anh chị? Một cái sai lầm của rất là nhiều người các anh chị. Bởi vì hôm nay mình không có nhiều thời gian nên mình sẽ chỉ có thể đi được một vài cái slide ở trong đây thôi các anh chị. Khi mà mình có một cái người đăng ký rồi. À, cái câu này hay nè. Họ lười học thì phải làm sao anh ấy? Suốt ngày kêu bận, nói lười học. Khi mà cháu đã máu á, thì đừng hỏi bố cháu là ai. Và tất cả những cái sự từ chối á, các anh chị, nhân tại bị vì á, các anh chị. Nó chỉ vì một lý do duy nhất thôi, các anh chị, làm cho người ta chưa đủ máu. Mà sau cùng á, không có ai tài năng để mà làm cho một cái người máu lên được hết các anh chị. Chỉ có duy nhất một người có thể làm được cái đó thôi các anh chị. Đó chính là họ thôi. Cái kinh nghiệm của ấn các anh chị. Khi mà một cái người mới vào á, mình quá nôn nóng, mình quá vội vàng, dẫn tới một việc là gì các anh chị? Mình tập trung vào cái việc là nói cho họ là anh phải làm đây, anh phải làm cái kia đi. Mà thậm chí là chính họ luôn á các anh chị, là cái người đặt bẫy các anh chị. Họ vào họ nói với các anh chị là gì? Bây giờ em phải làm gì anh? Anh hướng dẫn cho em thì em sẽ làm. Mình nghe vậy là mình thấy ngon rồi các anh chị. À, bây giờ mình chỉ cần hướng dẫn cho người ta làm, người ta bán được hàng là mình sẽ
có kết quả, người ta mở rộng được là mình sẽ có kết quả. Bây giờ chỉ cần hướng dẫn cái đó thôi. Nhưng sai các anh chị, họ cái kinh doanh này đang đợt bẫy các anh chị á. À, mình bị cuốn vào cái đó và mình ngay lập tức là gì các anh chị? Mình tập trung vào cái quát các anh chị. À, giống như mà mình nếu mà mình nghe một cái người mà người ta nói là người ta lười học các anh chị. À, vậy thì cái keyword ở đây không phải là cái chữ lười mà là cái chữ học. Có nghĩa rằng là gì? Mình đang đưa cho họ một cái phương pháp là phải học đi. Thì lúc đó là mới làm được. Thì cái đó nó cũng chính là cái quát các anh chị. Người ta lười học không phải vì người ta không có thời gian đâu các anh chị. Tại vì sao các anh chị? Ai cũng có thể sắp xếp được thời gian hết. Chỉ có một nhóm người duy nhất là không có thời gian thôi. Là các anh chị biết là cái người nào rồi đó. Nhưng mà là gì các anh chị? Là cái why các anh chị. Cái thời gian đầu á, người ta gọi là cái điểm vàng trong cái mối quan hệ. Là cái thời gian mà cái nắp của cái ly nước, cái tâm trí của họ nó được mở ra các anh chị. Thì mình đừng có rót. Các anh chị hình dung là một cái ly nước á, là nó chỉ có cái dung lượng nhất định của nó thôi. Các anh chị rót vào đó quá nhiều cái chữ quát. Các anh chị rót quá nhiều vào đó cái chữ hao. Thì các anh chị không có đủ cái chỗ để mà các anh chị rót được cái chữ why các anh chị. Và khi mà người ta đã ngập tràn cái quát rồi, các anh chị muốn rót thêm cái gì cũng không được các anh chị. Nhưng mà cái bí quyết ở đây là gì các anh chị? Cái ly nước đó đầu tiên các anh chị phải rót được là rót được vào cái why. Nên cái nguyên tắc của ấn rất là đơn giản các anh chị. Chừng nào mà ấn chưa có nói được cái why tốt với người ta các anh chị. Chừng nào mà mình chưa có nói tốt được cái lý do với người ta, mình sẽ không bao giờ nói cái how với quát. Mà nếu như mình có nói cái how với quát thì nó cũng chỉ là cái cớ để mình quay trở lại mình nói cái why thôi các anh chị. Khi nào mà mình nói được xong cái phần why này với họ rồi á, thì lúc đó mình mới bắt đầu làm việc với họ các anh chị. Và các anh chị biết rằng là gì à? Giống như trong công ty cũng vậy thôi. Khi mà mình tuyển một cái nhân sự mới vào, việc thì nó rất là cần giải quyết, nó rất là gấp các anh chị. Nhưng mà sao các anh chị? Đầu tiên mình vào mình không có nói người ta là phải làm cái này, phải làm cái kia ngay các anh chị. Tại vì người ta còn quá mới, người ta vào người ta làm thì chắc gì người ta đã ra cái kết quả liền các anh chị. Nhưng cái đầu tiên mà mình sẽ tập trung mình nói cái gì? Đó là những ngày đầu tiên mình sẽ nói cho họ biết cái lý do tại sao mà họ phải làm cái đó. Nên cái then chốt của cái việc mà người ta đăng ký nhưng mà người ta không làm các anh chị, đó là mình chưa có kích được cái why và mình đi lộn quy trình. Mình đi cái quy trình là gì các anh chị? Mình đi từ ngoài vào, có nghĩa là mình đi từ cái quá. Là bây giờ anh phải làm cái này nè, anh phải làm cái kia nè, rồi sau đó anh phải hướng tới cái cốt 1 sao, cốt 2 sao, cốt 3 sao như thế này. Nhưng mà rồi sau đó lâu lâu các anh chị mới nhắc về cái why. Ủa mà tại sao anh làm cái này vậy? Rồi anh làm cái này, anh cái động lực lớn nhất của anh là gì? Các anh chị phải làm sao các anh chị tập nói được cái why á mà người ta cảm thấy rơm rớm. Người ta nói là gì? Lay chuyển được cái cảm xúc của người khác các anh chị. À, đó chính là cái người nói why tốt các anh chị. Nó why tốt nó đi từ chính mình, làm cho người ta cảm nhận được. Các anh chị sẽ vẫn nói với ấn một cái câu là gì? Các anh chị đã làm rồi nhưng mà nó vẫn không có hiệu quả. Vậy thì quay lại với cái nguyên tắc các anh chị. 10.000 giờ. Các anh chị có chắc rằng là gì các anh chị? Các anh chị thật sự là một cái người nói giá trị tốt không? Các anh chị có chắc rằng là các anh chị là một cái người mà chỉ cần nói đúng một cái giá trị nào đó trong kinh doanh của Robby mà làm cho người ta cảm thấy đồng cảm và làm cho người ta cảm thấy đúng là cái mà người ta đang tìm? Các anh chị đã làm được cái điều đó chưa? Nếu mà chưa thì quay trở lại các anh chị. Tập trung vào chính bản thân mình các anh chị. Đôi mắt để nhìn vào bên ngoài nhưng mà nó phải hướng vào trong để tìm kiếm cái sự thành công. Ok. Đó là cái phần thứ hai các anh chị. Là đăng ký nhưng mà không có làm. Nghe hết vô chưa? Đúng rồi các anh chị. Mấy cái lần mà các anh chị quay mà người ta khóc luôn á, là những cái lần mà các anh chị đã làm tốt. Các anh chị ngay lập tức là các anh chị review lại các anh chị. Sau bất cứ một cái lần mà các anh chị nói giá trị nào đó, sau bất cứ một cái lần nào mà các anh chị nói BAB á, cái đó nó sẽ chỉ tạo ra cái giá trị cho các anh chị nếu như các anh chị làm được 3 bước như này các anh chị. Khi mà các anh chị về nhà, các anh chị đừng vội tắm rửa, các anh chị đừng có vội là gì các anh chị bị cuốn vào những cái thứ khác. Mà các anh chị hãy làm một bước các anh chị. Đó là tự vấn lại cái buổi ngày hôm đó các anh chị. Đặt cho mình 3 câu hỏi. Trong cái buổi BB đó, những cái việc, những cái điều mình đã làm tốt, đó là cái điều gì các anh chị? Các anh chị cứ quan sát thôi. Khi mà các anh chị nói BB, cái chỗ nào mà tự nhiên mắt người ta sáng ra, tự nhiên cơ mặt của người ta nó giãn ra các anh chị. À, tự nhiên người ta hỏi các anh chị nhiều hơn. Thì đó là những cái chỗ mà các anh chị làm tốt. Các anh chị nốt cái chỗ đó lại. Cái câu hỏi thứ hai mà các anh chị sẽ đặt ra các anh chị,
đó là những cái chỗ nào mà mình làm chưa có tốt, là những cái chỗ mà tự nhiên mình nói ra xong người ta khựng lại. À, tự nhiên đó chính là cái chỗ là gì? Tự nhiên mình nói ra xong cái thái độ người ta nó hoàn toàn thay đổi. À, người ta quay qua, người ta quay lại, người ta bắt đầu là thở dài, người ta bắt đầu này kia rồi đó. Người ta bắt đầu là thôi anh xin phép cái nha, anh đi cái đã. Nó chẳng hạn như vậy các chị, là những cái chỗ mình làm chưa tốt. Vậy thì cái câu hỏi thứ ba mình sẽ đặt ra các chị. Nếu như mà là lần sau thì mình sẽ làm cái điều gì để mà nó tốt hơn các chị? Cái việc mà các chị tự vấn nó là các chị phải làm đi làm lại liên tục. Các chị đi xe, các chị di chuyển, các chị hãy nhớ về cuộc BB lần trước của các chị. Các chị nhớ lần cái việc mà các chị nói cái giá trị của cái buổi trước của các chị. Các chị phải liên tục tự vấn đi, tự vấn lại, sau đó các chị về các chị viết ra sổ, các chị nốt nó lại. Từ từ cái năng lực của các chị nó sẽ cải thiện. Nếu như mà các anh chị áp dụng, bây giờ chưa cần là 10.000 cái cuộc BB mà chỉ cần một ngày một cuộc BB thôi, các chị đã làm được cái điều đó rồi. Một ngày mình nói một cuộc BB và một ngày một lần mình cho cái giá trị, mình nói cái giá trị các chị thử làm như vậy đi, thì chắc chắn cái vấn đề là gì các anh chị? Cái vấn đề này nó không còn là cái vấn đề các anh chị mở rộng, các anh chị, nó không còn là vấn đề của mình nói được tiềm năng, mình nói được giá trị các anh chị. Rồi tiếp theo là gì các anh chị? Code 3 sao. Bây giờ mình muốn trở thành code 3 sao thì mình phải tập trung vào cái gì các anh chị? Theo như các anh chị, mình tập trung vào cái gì các anh chị? Bán hàng thì mình hiểu rồi đó, mở rộng thì mình cũng hiểu rồi đó, một số những cái cao độ mà mình sẽ nắm rồi đó các anh chị. Nói chung là những cái này ứng nghĩ rằng là đôi khi là các anh chị cũng đã nắm hết rồi, nhưng mà mình có cái cơ hội để mình trao đổi, mình giao lưu lại, mình ôn lại thôi các anh chị. Ai đang hướng tới mục tiêu code 3 sao các anh chị? Mà mình đã làm tốt cái vấn đề về bán hàng, mình đã làm tốt về cái vấn đề mở rộng rồi các anh chị. Đó là chăm sóc các anh chị. Chăm sóc. Thì một cái sự sai lầm của rất là nhiều người, đó là mình không chăm sóc theo bài. Mình chăm sóc theo cảm tính. Mình chăm sóc mà nó không có một cái khoa học các anh chị. Chăm sóc nó có sự khoa học của nó nha các anh chị. Nếu như mà các anh chị biết được cái khoa học của nó thì tự nhiên các anh chị làm nó sẽ hiệu quả hơn. Và khi mà các anh chị có một cái khoa học á, thì lúc đó các anh chị cũng hướng dẫn người ta một cách hiệu quả hơn. Vậy thì Ấn hỏi các anh chị rằng là các anh chị đang follow cái quy trình chăm sóc này theo một cái công thức nào? Các anh chị đang follow theo một cái quy trình chăm sóc nào? Các anh chị có nốt ra được ngay không? Ấn không biết các anh chị đang follow theo một cái công thức nào. Nhưng theo cá nhân Ấn, đây là cảm của cá nhân Ấn thôi các anh chị, thì mình đang follow theo công thức này. Và nó, mình cảm thấy nó rất là đúng các anh chị. Chăm sóc các anh chị, sau cùng là gì các anh chị? À, chăm sóc sau cùng nó chính là cái việc mà mình có thể dẫn dắt, cái việc mà người ta đi theo mình, cái việc mình lãnh đạo các anh chị. À, giống như ở đây mình có nói nè, nếu mình muốn trở thành coach 3 sao là mình chăm sóc. Sau đó mentor 1 sao là mình tổ chức. Thì thật ra tổ chức nó là chăm sóc ở cái level cao hơn. Và tổ chức thì nó có cái yếu tố về hệ thống ở trong đó nữa. Nhưng mà sau cùng các anh chị, nếu mà mình tập trung vào cái vấn đề chăm sóc thì đó chính là cái việc mà mình tập trung vào cái kỹ năng lãnh đạo các anh chị. Cái kỹ năng lãnh đạo nó rất là quan trọng. Vậy thì ở đây mình có một cái công thức về chăm sóc, về lãnh đạo mà mình cảm thấy nó rất là đúng. Thì hôm nay mình chia sẻ lại cho các anh chị một chút xíu thôi. Có nghĩa rằng là cái gì? Giống như ông nói, mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Mình là lãnh đạo hoặc là mình bị lãnh đạo thôi. Vậy thì mình muốn lãnh đạo được người khác, có nghĩa là mình muốn được dẫn dắt và mình muốn chăm sóc được người khác các anh chị. Thì mình sẽ phải trải qua, mình phải hiểu rằng là cái mối quan hệ của một người với những cái người khác. Tại sao mà một cái người ta đi theo một cái người nào đó thì nó dựa vào năm cái cấp độ này. Cái cấp độ đầu tiên các anh chị, đó là gì các anh chị? Là mình, cái mối quan hệ của mình với một cái người khác, nó được gọi là cái cấp độ vị trí. Nó giống như các anh chị hình dung như thế này nè, là khi mà một cái người lính hay là một cái người nhân viên mà người ta vào một công ty, mình là sếp của họ, thì mình nói là gì các anh chị? À, mình nói á, là anh phải làm cái này cái kia đi, và người ta làm theo. Người ta làm theo đơn giản vì một điều là gì các anh chị? Đó là vì là mình là sếp của họ và họ là lính của mình. Thì cái cấp bậc đó gọi là cấp bậc vị trí. Nó giống như trong kinh doanh của Robbie đó.
người ta là người mới, các chị là người cũ. Thì khi mà cái vai trò những người mới với cũ thì ban đầu á, lúc đó người ta mới mà các chị, nên là người ta sẽ nghe theo các chị. Mọi người nghe bạn vì họ phải làm thế. Cái lúc đầu cái người mới cũng giống y chang như vậy thôi các chị. Người ta nghe các chị bởi vì người ta phải làm như vậy. Tại vì người ta là người mới, các chị là người cũ mà. Nó cũng có một cái level ở chỗ đó các chị. Tuy nhiên, cái vấn đề nó xảy ra ở đây này các chị. Sai lầm của mình là gì các chị? Mình nghĩ rằng cái này nó sẽ còn mãi. Có nghĩa là mình cứ nói gì thì người ta sẽ luôn luôn làm theo mình cái đó. Sai lầm của mình nó ở đó. Có nghĩa là mình luôn luôn để cái mối quan hệ của mình và cái người đó ở cấp độ 1 này mãi mãi các chị. Và nó khác biệt ở cái môi trường truyền thống và kinh doanh lúc này nó mới lộ ra nè các chị. À, truyền thống và Robby nó mới lộ ra nè các chị. Truyền thống là gì? Người ta không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì đơn giản là người ta là nhân viên của mình. Nếu như người ta chỉ có một sự lựa chọn khác là người ta nghỉ kinh doanh, nghỉ công việc đó thì người ta sẽ mất cái đồng lương ở chỗ đó các chị. Nhưng mà kinh doanh Robby thì cái sự lựa chọn nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Bởi vì sao các chị? Kinh doanh này là kinh doanh tự do. Kinh doanh này là kinh doanh hợp tác, mình không trả lương cho người ta. Nên cái việc mà người ta ngừng cái kinh doanh này nó rất là dễ dàng. Vậy thì nếu như mà mình chỉ mãi ở cái cấp độ 1 với họ, mình nghĩ rằng là cái việc mà người ta sẽ đi theo mình, người ta sẽ đi theo làm theo mình là một cái điều hiển nhiên, thì đó chính là cái vấn đề của mình các anh chị. Mình không có nâng nó lên được thành những cái mối quan hệ ở những cái cấp độ cao hơn. Cấp độ 1 nó nói về vị trí, thì nó nói về những cái người ta nghe mình vì người ta phải làm thế. Thì ngay trong cái giai đoạn mình đang ở cấp độ 1 này, có nghĩa là người ta mới tham gia vào, thì mình phải ý thức được rằng cái mối quan hệ đó nó chỉ đang ở cấp độ 1 thôi. Mình phải nâng nó lên thành cấp độ 2. À, cấp độ 2 ở đây là gì? Cái cấp độ của sự cho phép. Đó là gì? Nó sẽ tập trung vào cái mối quan hệ. Mối quan hệ ở đây là gì? Mọi người nghe bạn vì họ muốn thế. Mọi người nghe bạn vì họ muốn thế. Mọi người nghe bạn vì họ muốn thế. Vậy thì ở cái thời giai đoạn đầu này nè các chị, ngoài cái việc mà các chị tập trung nói vào cái why để giúp cho họ tìm ra, thì thông qua cái việc mà các chị nói why đó, các chị cũng sẽ làm tốt được một cái việc là gì các chị? Là các chị tạo ra được cái niềm tin, cái sự gắn kết với họ. Và cái điều đặc biệt là các chị hãy cố gắng mở rộng cái câu chuyện của mình ra với họ, không phải chỉ đơn thuần lấy kinh doanh của Robby. Tại vì thực tế các chị, những cái how, cái what khi mà người ta tham gia vào cái chương trình đó, thì người ta cũng sẽ có được những cái gợi mở. Và sau đó người ta quay lại, người ta hỏi các anh chị, thì cái đó nó ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thay vì lúc đầu các anh chị cứ tập trung, các anh chị cứ cố gắng nói phải làm cái này cái kia, thì các anh chị cố gắng ngoài cái việc làm đó của các anh chị, thì mình tập trung mình xây dựng cái mối quan hệ chắc chắn với người đó các anh chị. Mình hỏi những cái câu hỏi xoay quanh cuộc sống của họ, cái động lực của họ là gì, cái sở thích của họ là gì, cái gia đình như thế nào. Mà các anh chị hỏi không phải là hỏi chỉ cho có bài, mà là hỏi bằng cái tâm của mình. Cái gì nó đi từ cái tâm nó sẽ đến cái tâm các anh chị. À, cái này nó rất là quan trọng nha các anh chị. À, đôi khi các anh chị nói rằng là các anh chị cũng làm cái đó, nhưng mà tại sao nó không hiệu quả, thì lại quay lại với nguyên tắc các anh chị. Các anh chị đã làm đủ nhiều để mà các anh chị biến nó thành một cái thế mạnh của mình chứ? Biến nó thành một cái sở trường của mình hay chưa các anh chị? Nó cũng là cái nguyên tắc 10.000 giờ cả thôi. Và sau cùng các anh chị, à, sau khi mình ở cái cấp độ là mối quan hệ rồi, thì mình mới bắt đầu vào cấp độ là gì các anh chị? Là sản xuất các anh chị. À, lúc này là gì? Kết quả. Mọi người nghe bạn vì những gì bạn đã làm cho tổ chức. Còn ở trong Robby là gì các anh chị? Người ta sẽ nghe theo mình. Đầu tiên á, người ta đi theo mình vì là gì các anh chị? Người ta nghĩ rằng là nó có quyền lợi. À, có nghĩa rằng là gì? Người ta kỳ vọng rằng là người ta sẽ đạt được cái này, đạt được cái kia. Thì đó là cái cấp độ 1 vị trí. Thì mình phải rời cái vị trí này mà mình lên cái cấp độ cao hơn. Mình xây dựng mối quan hệ. Nhưng mà mối quan hệ nó phát triển tới một thời gian nào đó các chị. Nhưng mà nếu như mà người ta không có tìm thấy được những cái cơ sở để mà người ta tin rằng là gì các anh chị, là người ta có thể thành công vào trong cái kinh doanh này và nó có thể mang lại được những cái lợi ích về mặt tài chính cho người ta, thì người ta cũng sẽ rời đi thôi. Dù cái mối quan hệ của họ rất là tốt với các anh chị không để ý thử đi. Các anh chị có thấy rằng á, là có nhiều người bây giờ người ta không có làm nữa, nhưng mà mối quan hệ giữa mình với người đó vẫn rất là tốt. Nhưng mà tại sao mình mãi mới không kích được người đó các anh chị? Các anh chị có bao giờ gặp cái trường hợp đó không? Anh chị nào gặp comment xuống dưới số 1 giúp cho anh. Các anh chị biết lý do tại sao không? Tại vì đơn giản một điều là các anh chị cứ mãi để cái mối quan hệ của mình với cái người đó ở cái level 2 các anh chị. Nó chỉ là cái mối quan hệ. Về mối quan hệ, mình không có nâng nó được lên cái level 3 các anh chị. Level 3, cái mà mình sẽ phải tập trung các anh chị, đó là mình tập trung vào cái kết quả của mình, cái
kết quả của mình nha các anh chị. Nó rất là quan trọng. Người ta sẽ đi theo mình vì những gì mà mình đã đạt được các anh chị. Đã đạt được các anh chị. Sau cùng mỗi tháng mình bán được bao nhiêu hàng, mỗi tháng mình tuyển được bao nhiêu người, cái thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu, cái title của mình, cái vị trí, cái cấp bậc của mình là như thế nào các anh chị. Chính những cái đó nó mới giữ được cho mình. Vậy thì ở cái chỗ này nó có một cái mâu thuẫn. Anh phải làm thì tôi mới lên. Mà bây giờ tôi không làm thì anh không làm. Vậy thì sao tôi lên? Đúng không các anh chị? Nên cái chỗ này á, là mình phải hiểu một điều là gì các anh chị. Trong cái kinh doanh này nó có một số những cái chỗ mà nó đánh bẫy mình, mà mình sẽ phải biết được cái bẫy đó và mình thoát ra khỏi nó các anh chị. Vậy thì cái nguyên tắc của kinh doanh này nè các anh chị, đó là mình sẽ không phụ thuộc vào bất cứ một cái thành viên nào hết các anh chị. Mình phải chứng tỏ cho họ thấy cái điều đó. Giống như một cái người nhân viên mới mà người ta vào các anh chị, mình không thể nào để cho người ta, nó có một cái nghịch lý con gà và quả trứng như này các anh chị. Có nghĩa là cái gì? Cái nguyên tắc này nó đồng nghĩa với việc là gì? À, mình phải làm ra một cái kết quả gì đó thì để mà người ta đi theo. Nhưng mà nó đồng nghĩa với việc là gì? Là bây giờ cái người nhân viên nó phải làm đi thì mình mới có kết quả. Vậy thì nó luôn luôn là một cái nghịch lý. Không, nếu các anh chị không giải được cái bài toán chỗ này, không bao giờ mà các anh chị có thể làm lớn được. Vậy thì cái nghịch lý này nó chỉ giải quyết được ở cái cách là gì các anh chị? Đó là quay lại với cái bài hồi nãy Ấn nói đó, là mình phải có rất 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 nhiều người. Người ta gọi là gì ạ? Con mọn thì khó nuôi. Bây giờ anh cứ nhìn đó đi, anh cứ ngồi đó đi. Tôi sẽ xây dựng mối quan hệ với anh. Và tôi đồng thời là gì các anh chị? Tôi sẽ làm cho cái kết quả của tôi nó phát triển đi lên. Và tôi sẽ xây dựng cái level 3 với anh về cái mối quan hệ. Và không phải phụ thuộc vào anh. Nên là gì các anh chị? Mở rộng liên tục các anh chị. Không phụ thuộc vào bất cứ một cái người nè. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi mà các anh chị đặt ra nè. Nhưng mà bây giờ á, em nói hay rồi, em nói BB tốt rồi, em nói giá trị tốt rồi, nhưng mà em không có người để nói, thì làm sao mà em mở rộng được? Các anh chị có đang gặp cái vấn đề này không? Và sau cùng các anh chị, cái kinh doanh của Robby á, các anh chị Ấn có nói nãy giờ cỡ nào đi nữa, thì sau cùng bắt đầu các anh chị sẽ làm cái gì các anh chị? Các anh chị chỉ cần bắt đầu bằng một thứ duy nhất thôi, là bắt đầu với những cái cuộc hẹn các anh chị. Mình có nói hay về phương pháp, mình có nói hay về cái kỹ năng như thế nào đi nữa, thì sau cùng các anh chị hiểu rằng là kinh doanh của Robby là cái trò chơi của xác suất. Và để mà nó có cái trò chơi của xác suất các anh chị, thì nó là cuộc hẹn đó các anh chị. Nên là cái kinh doanh của Robby nó có một cái tên khác nữa các anh chị, đó là kinh doanh của những cuộc hẹn đó các anh chị. Bây giờ các anh chị nói rằng là các anh chị đang kinh doanh Robby nó khó lắm. Kinh doanh của Robby là nó mãi nó không có lên được, từ cái vấn đề bán hàng cho tới cái vấn đề tuyển dụng. Ấn chỉ nhìn sâu vào đôi mắt các anh chị vẫn hỏi duy nhất một câu thôi: ngày hôm nay các anh chị có cái cuộc hẹn nào hay không? Ngày hôm nay các anh chị có bao nhiêu cái cuộc hẹn? Nếu xác suất của mình là 80-20, có nghĩa là mình thực hiện 100 cái cuộc hẹn thì sẽ có 20 cái cuộc hẹn là thành công. Vậy thì nếu như xác suất của mình là 80-20, có nghĩa là mình có cái lời đề nghị cuộc hẹn là 100 cái lời đề nghị thì sẽ có 20 cái cuộc hẹn xảy ra. Thì sau cùng nó cũng chỉ là xác suất thôi. Cái việc đầu bài của mình vào, cái phễu của mình vào. Vậy thì có anh chị nào mình đang bị bế tắc cái chỗ này không? Là mình làm sao để mình mở ra được cái phễu đầu vào của mình hay không các anh chị? Có không các anh chị? Kinh doanh của những cuộc hẹn đó các anh chị. Vậy thì cái việc mà mình phải làm là mình phải làm sao để mà mình mở rộng ra được cái điều này. Cái việc mà các hẹn anh chị hẹn dễ hay hẹn khó, theo như các anh chị nó có vai trò công ty không các anh chị? Theo như các anh chị nó có vai trò công ty không? Có các anh chị. Vai trò công ty là rất lớn các anh chị. Vai trò của công ty là phải làm sao cho cái việc hẹn của các anh chị nó tạo ra một cái sức hút nhiều hơn. Và công ty ý thức rất rõ về cái điều đó các anh chị. Nếu như những cái cuộc hẹn của các anh chị nó không có đạt cái xác suất cao, nếu như những cái cuộc hẹn của các anh chị á, mà nó không có tạo ra cái tỷ lệ chuyển đổi nhiều, thì cái vai trò rất là lớn nó nằm ở chỗ công ty các anh chị. Có nghĩa rằng là gì? Cái thông điệp mà công ty đưa ra, từ về cái mặt hình ảnh, về cái mặt thương hiệu của công ty, cho tới những cái phần chính sách, cho tới những cái phần công cụ hỗ trợ về công nghệ, về này nọ, ABCDEZ, nó đều là gì các anh chị? Nó đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Và Ấn khẳng định nha các anh chị, công ty rất nghiêm túc trong cái việc làm cho những cái cuộc hẹn của các anh chị nó trở nên dễ dàng hơn, và nó trở nên hấp dẫn và nâng cao cái tỷ lệ chuyển đổi hơn.
Bằng chứng là các anh chị sẽ thấy một loạt những cái thông tin của công ty này. Sắp tới thì các anh chị sẽ được cập nhật liên tục từ những cái bài báo cho tới những cái công cụ mới mà mình áp dụng vào kinh doanh của mình, cho tới những cái người nổi tiếng người ta nói như thế nào về kinh doanh của mình. Tất cả những cái điều đó đều là cái việc công ty phải làm mỗi ngày, và các anh chị yên tâm là công ty đang làm. Nên các anh chị không cần phải để ý vào cái việc của công ty, mà các anh chị sẽ để ý vào cái việc của các anh chị, là sau cùng các anh chị đang có cái nguồn để mà các anh chị có thể mời hẹn tốt hay không. Thì ở đây em chỉ có một cái lời khuyên cho các anh chị thôi. Hiện tại ngoài những cái kênh mà các anh chị đang làm, thực tế nó có thêm hai cái kênh mà các anh chị có thể tận dụng. Nếu như các anh chị đang gọi là khó khăn trong cái phần này, tập trung thêm vào hai phần các anh chị. Thứ nhất, đó là chương trình marketing không đồng. Bản thân cái chương trình này nó sẽ giúp cho các anh chị kết nối được với lại là khách hàng mới. Cái thứ hai là cái marketing center. Vậy thì một cái câu hỏi mà các anh chị đặt ra tiếp tục chấn này, nhưng mà em đã xài cả hai cái phương pháp này rồi, nhưng mà nó vẫn không có hiệu quả. Thì Ấn hỏi thật với các anh chị đã là một cái chuyên gia marketing không đồng chưa? Các anh chị đã là một cái chuyên gia marketing center chưa? Mà cái câu hỏi tiếp theo vẫn đặt ra là các anh chị đã dành được bao nhiêu thời gian cho hai cái này rồi các anh chị? Nếu như mà cái câu trả lời của các anh chị là cũng mới thôi, cũng đang tập tành thôi, cũng đang thử thôi, cũng đang theo dõi thôi, cũng đang thang quan sát thôi, thì chính cái câu trả lời đó của các anh chị nó chính là cái lời giải đáp cho cái vấn đề của các anh chị. Hãy quay trở về với cái nguyên tắc 10.000 giờ đi. Các anh chị tập trung vào cái phần nào cũng được, nhưng làm ơn, tiền chỉ dành cho người chuyên nghiệp kiếm thôi các anh chị. Nước nó mãi mãi nó chảy về chỗ trũng thôi. Các anh chị hãy tự vấn lại mình đi. Mình có thật sự là chuyên gia chưa? Mình trả lời cho mình một cái câu mà mình không hổ thẹn đấy các anh chị. Là có đi các anh chị. Các anh chị dám nói câu có không các anh chị? Rất ít người có thể dám nói câu đó các anh chị. Bởi vì mình chỉ có thể tự tin nói câu đó khi mà mình đã chì da chóc bẫy với nó, khi mà mình đã ăn dầm nằm về với nó, khi mà mình đã khổ luyện với nó, và khi mà mình đã dành một cái thời gian rất lâu và toàn bộ tâm trí của mình đều đặt vào đó các anh chị. Nên người ta mới nói là gì các anh chị? Kiên trì chưa chắc thành công. Mình hạ quyết tâm mình cũng chưa chắc thành công. Nhưng nếu như mà mình kiên trì hạ quyết tâm các anh chị, thì nhất định mình sẽ thành công. Tương tự giống vậy, các anh chị kiên trì với marketing không đồng chưa chắc các anh chị thành công. Các anh chị hạ quyết tâm với marketing không đồng chưa chắc các anh chị thành công. Nhưng nếu như các anh chị kiên trì hạ quyết tâm với cái marketing không đồng, Ấn không tin các anh chị không thể thành công. Và với cái nguyên tắc 10.000 giờ nữa thì chắc chắn các chị không có cửa các anh chị. No door có nghĩa là gì các anh chị? Lỗ thông gió nè. Rồi là gì các anh chị? Cửa chính, cửa sổ, lỗ thông gió, ổ chó, rồi là không có cửa. Không có cửa để mà các anh chị không làm được. Nên là cái chỗ này là các anh chị phải lưu ý lại. Hay là các anh chị chỉ đang thử. Các anh chị bước một cái bước chân qua xem thử nó có được hay không. Và với cái tâm thái đó không bao giờ mình làm được bất cứ cái gì hết các anh chị. Mình có phải là một chuyên gia về marketing center chứ? Nếu như mình vẫn chưa các anh chị, thì mình phải xem lại các anh chị. Vẫn tin rằng với hai cái biện pháp đó, hai phương pháp đó là những cái cách hỗ trợ thêm cho các anh chị. Ngoài ra còn rất là nhiều phương pháp. Nó rất là nhiều cái phương pháp các anh chị chọn phương pháp nào cũng được. Nhưng mà các anh chị có thật sự là mình đã trở thành chuyên gia của cái phương pháp đó chưa? Thì các anh chị hình dung rằng là gì? Mình sẽ phải tự trả lời câu hỏi đó. Vậy thì sau cùng khi mà các anh chị biết được cái bí mật đó là những cái cuộc hẹn đó, vậy thì mình quay về nè các anh chị, kết quả thôi. À vậy thì mình phải làm sao mình tạo được cái kết quả các anh chị? Không cần anh làm, tôi không cần anh làm, nhưng mà tôi vẫn tạo ra được kết quả. Thì khi mà các anh chị có thể đưa ra được cái tuyên ngôn đó các anh chị, thì các anh chị cứ yên tâm đi. Các anh chị là một đóa hoa mà những con ong chỉ mong muốn bay vào và hút mật thôi các anh chị. Các anh chị cứ ngồi yên và tỏa hoa thôi các anh chị, tỏa hương thôi các anh chị. Rất nhiều chú ong sẽ tới bên cạnh các anh chị. Nên là các anh chị lưu ý cái chỗ đó là cái cấp độ 3. À là mình phải làm cho nó ra kết quả các anh chị. Và mình phải có một cái vị trí nào đó, mình không phụ thuộc vào ai, không cần ai các anh chị. À và cái bí quyết để mình không cần ai là gì các anh chị biết không? Là mình sẽ phải làm với rất nhiều người. Đó là lưu ý nha các anh chị. Cấp độ 4 các anh chị. Mọi người nghe bạn vì những gì bạn đã làm cho họ. Cấp độ 4 sẽ tập trung vào gì các anh chị? Phát triển cho mọi người. Cấp độ 3 nó nói về cái kết quả. Thì cấp độ 4 nó nói về, ở đây nó dùng một cái từ là tái sản xuất. Thì trong cái kinh doanh của mình nó chính là gì các anh chị? Nó chính là cái việc mà mình có thể hướng dẫn lại cho người ta như thế nào. Nhưng mà hướng dẫn thôi chưa đủ các anh chị. Hướng dẫn nhưng mà người ta làm không được, người ta làm không ra kết quả. Thì cũng vậy thôi các anh chị. Nó không thể hiện đúng cái câu là mọi người nghe bạn vì những gì bạn đã làm cho họ.
sau cùng cái mà người ta muốn nhận được nhất đó là cái kết quả. Nên ở đây nó phải là cái hướng dẫn và follow kèm cặp. À, các anh chị phải hình dung cái điều đó và làm cho giúp cho người ta có ra được cái kết quả các anh chị. Và mình làm được cái này thì nó sẽ trở thành cái cấp độ 4 các anh chị. Cấp độ 4. Vậy thì mình tự vấn lại các anh chị, từng cái mối quan hệ khác nhau trong những cái G1 của mình đó, nó sẽ ở những cái level khác nhau. Vậy thì mình đang ở level mấy với lại là cái G1 của mình, với những cái mối quan hệ mới của mình. Các anh chị đang ở level mấy? Các anh chị comment xuống dưới các anh chị. Các anh chị xây dựng được cái mối quan hệ của mình với một cái G nào đó mà ở cái level 4 thì gần như các anh chị đã là code 3 sao rồi. Các anh chị đã trải qua gần như đầy đủ các bước để mà mình trở thành code 3 sao rồi các anh chị. Nếu như mà các anh chị ở cái level 2 thì các anh chị phải nâng mình lên level 3. Vậy thì các anh chị biết làm cách nào để mà mình phải tập trung vào cái gì để mình lên level 3 đó. Nếu như mình đang ở level 3 mình muốn lên level 4 thì mình cũng biết rằng là mình phải tập trung cái gì ở level 4 này các anh chị. Vậy thì cái level 5, level cao nhất các anh chị, đó là sự kính trọng. Mọi người nghe bạn vì con người bạn và những gì bạn thể hiện các anh chị. Có nghĩa là gì? Nhất quán. Cái đó nó không phải là cái lời nói của các anh chị, mà cái đó nó là cái tính cách của các anh chị. Đó là con người của các anh chị. Có rất là nhiều người nói rất hay nhưng mà hành động bất nhất các anh chị. Có nghĩa là gì? À, khi mà cái mối quan hệ nó còn có lợi thì người ta thể hiện người ta là một cái con người giống vậy. Nhưng khi mà ở những cái giai đoạn khó khăn, những cái giai đoạn thử thách thì người ta thay đổi các anh chị. Thì cái đó người ta gọi là gì? Cái kim trong bọc thì lâu ngày nó cũng lòi ra thôi. Nó không ở cái phương diện này thì nó cũng sẽ ở một cái phương diện khác. Rồi thế nào nó cũng sẽ lòi ra. Bởi vì đó chính là cái tính cách của mình. Cái tính cách của mình không phải là cái tính cách mà nó hướng tới những cái điều như mình nói. Có nghĩa là gì? Mình nói và làm. Cái người mà mình gọi là gì? Một cái người mà từ trên xuống dưới nó có một cái nguyên tắc và nó tạo ra một cái sức ảnh hưởng này các anh chị. Là nói những cái gì mà mình làm. Và chỉ làm những cái gì mà mình nói. Và nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mình quay trở lại với công thức mà hồi nãy mình nói, gieo suy nghĩ thì gặt hành động. Nhưng mà gieo hành động thì gặt thói quen. Gieo thói quen thì gặt tính cách. Cái tính cách này, chính cái chỗ tính cách này là nó sẽ tạo ra cái sự kính trọng này các chị. Thì nó đến từ cái việc là gì? Cái thói quen của mình là như thế nào? Thói quen của mình là một cái người là gì các chị? Trước sau bất nhất. Có nghĩa là cái gì? Mình nói, mình làm không giống nhau. À, thói quen của mình là gì các anh chị? À, ngày hôm nay thì như vậy, gió chiều này thì theo chiều này, nhưng mà gió chiều khác thì lại theo chiều khác. Tất cả những cái đó nó đến từ cái hành động của mình. Nên là các anh chị cứ quan sát đi, có rất là nhiều người trong cái cuộc sống các anh chị sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và tất cả những cái điều đó nó không có tạo thành cái tố chất về cái mặt lãnh đạo cho người ta. Có người ta không đi theo, người ta chỉ đi theo ở một giai đoạn nào đó thôi các anh chị, nhưng người ta không đi theo mãi. Bởi vì mình không có tạo ra được cái sự kính trọng này các anh chị. Và mình phải hiểu rằng là gì? Người ta đi theo mình chỉ đơn giản vì một điều thôi. Đó là vì mình là mình. Người ta đi theo chị Nguyệt đơn giản vì chị Nguyệt chính là chị Tạ Thu Nguyệt, chẳng hạn như vậy các chị. À, vậy thì cái này là cần cái thời gian để mà mình xây dựng. Và nó là cái cấp độ cao nhất các chị. Thì cái mối quan hệ của các chị sau cùng nó nằm ở trong đây thôi. Chứ nó không nằm ở đâu hết các chị. Và các chị thông qua cái hình này thì ấn cũng gửi gắm tới các chị một điều là gì? Các anh chị biết là mình cần phải tập trung vào cái gì. Thì khi á mà mình nói về ba cái phần này, à thì mình gần như là mình đã đi qua ba cái gọi là gì các anh chị, ba cái cấp bậc mà ấn nghĩ rằng là nhiều các anh chị ở đây mình đang hướng tới nhất rồi. À, nhiều cái cấp bậc mà mình đang hướng tới nhất rồi. Đúng không các anh chị? Thì nó gọi là những cái cao độ trong kinh doanh. Thì thấy thời gian của mình thì nó cũng chỉ tới được đây thôi, không thể nói nhiều hơn nữa. Nói nhiều hơn thật ra là ấn có thể nói cả ngày với các anh chị. Và ấn tin rằng là các anh chị cũng có thể thu nhập được một phần nào đó những kiến thức của mình, nhưng mà nói nhiều quá nó không có hay. Và các anh chị cũng không có thể nào có nhiều cái thời gian. Nên là mình cũng chỉ nói tới đây thôi. Và mình hy vọng rằng là với cái nội dung này nè, thì nó sẽ giúp ích cho các anh chị. Bây giờ ông sẽ đặt lại cho các anh chị một câu hỏi thôi. Thật ra mình còn hai phần nữa. Mentor 1 sao và Storyteller thành công. Nhưng mà mình sẽ chỉ nói tới đây. Mình sẽ dành khoảng 5 phút để mình ôn lại với các anh chị một chút xíu. Các anh chị đang hướng tới cái mục tiêu nào là các anh chị đã đặt ra hồi nãy rồi. Vậy thì với cái việc mà các anh chị đang hướng tới cái mục tiêu đó và một số những cái cao độ, à có nghĩa là một số những cái đỉnh cao chiến lược mà mình cần phải nắm được để mình đạt được cái đó, thì các anh chị tâm đắc nhất cái điều gì? Các anh chị tâm đắc nhất cái điều gì? Và các anh chị sẽ thực hành cái điều gì sau cái buổi ngày hôm nay của ấn? Các anh chị comment xuống dưới giúp cho ấn các anh chị. À, các anh chị comment xuống dưới.
À, chưa cần các chị phải comment liền nha. Các chị cho mình 2 phút để suy nghĩ. 1 tới 2 phút để suy nghĩ. Và các chị comment xuống dưới những cái ý mà nãy giờ theo như cái tinh thần ban đầu của mình đó, là các chị sẽ ghi chép. Các chị lọc lướt qua hết đi những cái ý mà các chị đã ghi chép. Thì cái ý nào là cái ý mà các chị sẽ lấy ra để mà mình sẽ thực hành. Và nó là cái mà mình sẽ làm ngay. Các chị comment xuống dưới cho ông các chị. Đầu tiên là cái ý. Các anh chị lấy ra cho ông một cái ý mà các anh chị cảm thấy là nó hợp với các anh chị nhất. Và các anh chị cảm thấy rằng là nó chính là cái điều mà mình đang tìm kiếm. Thì thứ nhất là một cái ý. Thứ hai là từ cái ý đó, nó chuyển thành một cái hành động. Là cái hành động gì? Các anh chị comment xuống dưới cho ông. Đó, ví dụ như một số các anh chị đã comment xuống dưới mà ông cảm thấy rất là phù hợp nè các anh chị. Một số anh chị chọn là gì? Viết cái kịch bản bài BB và bắt đầu thiết lập cuộc hẹn. À, cái cuộc hẹn này các anh chị đừng có đặt cái gọi là gì các anh chị. Cái mong muốn rằng là gì? Nó nhất định nó phải thành công các anh chị. Không có. Mình không có đặt tâm cầu với cuộc hẹn các anh chị. Mình chỉ, nếu như mà mình cầu là mình chỉ cầu một việc duy nhất thôi. Là mình nói xong được cái bài BB của mình. Mình thực hiện xong được cái việc của mình ngày hôm đó thôi. Còn đúng sai, gật đầu, đồng ý, từ chối không quan trọng. Các chị. À, mình sẽ đặt cái tâm thái của mình vào đó nha các anh chị. Soạn BB. Rồi. Kịch bản BB. Nguyên tắc 10.000 giờ. Kiên trì với quyết tâm. Cái đó là cái ý mà các anh chị thu lượm được. Nhưng mà nó chuyển thành cái hành động là gì? Nếu như các anh chị vẫn giữ cái hành động là kiên trì và quyết tâm thì cũng được tính là một hành động luôn. Làm và hành động. Ok. Thì đó là một số những cái nội dung mà Ấn chia sẻ với các anh chị. Ấn hy vọng rằng là đây nó cũng giống như một cái buổi giao lưu thôi. Những cái phần nào mà các anh chị đã nắm được rồi. Thì coi như mình có một cái thời gian để mình tắm tưới lại cho những cái nội dung đó. Nó đi sâu hơn vào bên trong mình. Hoặc là mình liệt kê nó lại. Còn nếu như mà các anh chị bắt được một vài cái ý nào đó mà mình cảm thấy rằng là nó phù hợp với mình. Thì cái đó là cái điều mà mình rất là happy, mình rất là vui. Và mình hy vọng rằng là gì các anh chị? 2 tiếng vừa qua là một cái khoảng thời gian mà nó có ích cho các anh chị. Bởi vì các anh chị đều đang hiện hữu trong cái cuộc nói chuyện này. Và mình hy vọng rằng là nó sẽ có ích cho các anh chị. Giống như cái sự hiện hữu của ở đây cùng với các anh chị. Và sau cùng thì mình chúc cho các anh chị. À, ngày hôm nay của mình đó, như nào nó không quan trọng các anh chị. Quan trọng là mình đang hướng tới cái điều gì. Và quan trọng là từ cái việc mà mình hướng tới cái điều đó thì mình chuyển đổi con người của mình như nào các anh chị. Giống như cái điều mà Ấn có nói trong cái chương trình Chấp cánh ước mơ vừa rồi các anh chị. Đó là gì? Sau cùng á, thì cái điều mà mình phải tin tưởng các anh chị, đó là mình phải tin rằng là gì các anh chị, con người của mình đó, nó có khả năng là gì các anh chị, khả năng thay đổi, khả năng tiến bộ, khả năng học tập các anh chị. Mình chỉ cần tin 2 điều đó thôi, là mình có cái khả năng học tập và khả năng tiến bộ. Các anh chị chỉ cần áp dụng thêm một cái nguyên tắc thôi các anh chị. Người ta nói rằng là gì, thành công á, là ở trên hành trình chứ nó không phải là ở đích đến. Đôi khi mình chỉ cứ nhắm chăm chăm tới cái đích các anh chị, có nghĩa là gì, mình cứ nhắm tới cái việc á là mình phải trở thành coach 1 sao, coach 2 sao, coach 3 sao, rồi mentor này nọ kia các anh chị. Mình quên mất đi. Cái mà mình thu lượm được nhiều nhất ấy, nó không phải nằm ở cái đích đến. Cái vui đó, nhưng mà sau đó nó không còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà cái giá trị nhất các anh chị, nó nằm trên chính cái hành trình. Đó là mỗi ngày ấy, các anh chị cảm thấy mình tiến bộ hơn. Mỗi ngày ấy, mình cảm thấy mình năng lượng hơn. Mình cảm thấy mình thay đổi. Và dù cái sự tiến bộ và cái sự thay đổi đó các anh chị, nó chỉ cần một chút xíu thôi. 1% thôi các anh chị. Bản thân cái 1% này nó có sức mạnh các anh chị. Các anh chị đừng có cảm thấy nóng vội. Các anh chị cần có cảm thấy mình u ám với cái tương lai, hoặc là mình cảm thấy bất lực với lại là cái năng lực của bản thân mình nếu như mình chưa có đạt được ngay cái kết quả các anh chị. Bởi vì tích lũy đủ về lượng nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi về chất các anh chị. Các anh chị chỉ cần mỗi ngày mà các anh chị đi ngủ á, các anh chị cảm thấy rằng là mình đã tốt hơn ngày hôm qua 1% thôi, thì bản thân cái này nó đã có sức mạnh rồi. Ấn sẽ nói một chút xíu cái phần này nữa thôi. Nếu như mỗi ngày các anh chị tốt hơn mình hôm qua 1%, thì trong vòng 365 ngày các anh chị sẽ tốt hơn là gì các anh chị? Tốt hơn là 37 lần. Vậy thì cái con người của mình ở thời điểm hiện tại các anh chị, nó có thể chưa có gặt hái được cái điều đó, chưa tuyển dụng, chưa có lan tỏa được, chưa có mở rộng được, chưa có đạt được cái điều này, điều kia. Nhưng mà nếu như là con người của mình mà nhân 37 lần lên, thì theo như các anh chị nó có thể đạt được không các anh chị? Rất có khả năng là nó đạt được nha các anh chị.
Và đó chỉ là mới là trong vòng 365 ngày thôi. Còn nếu mà nhiều hơn nữa thì sao? Bây giờ mình BB chưa tốt, nhưng nếu như mỗi ngày mình BB thêm tốt hơn 1% thôi, các anh chị chỉ cần làm sao, không cần các anh chị BB xuất sắc hơn gấp đôi, BB hiệu quả hơn gấp 3 lần so với lại tuần này, tuần trước hay là gì. Mỗi ngày các anh chị thêm 1% thôi, các anh chị nói tốt thêm được một vài chữ thôi, các anh chị đặt cái giọng điệu của mình vào tốt hơn một chút xíu thôi, các anh chị cái ánh mắt của cái gì nó tốt hơn một chút xíu thôi, các anh chị 1% mỗi ngày thôi các anh chị, thì sau một năm đó, nó là 37 lần. Và sau cùng các anh chị biết không, cái việc mà các anh chị nỗ lực hơn 1% mỗi ngày so với cái việc mà các anh chị buông xuôi, và cái việc buông xuôi đó của các anh chị nó chỉ cần là giảm đi 1% mỗi ngày thôi các anh chị, thì cái sự khác nhau các anh chị biết là bao nhiêu lần không? Chỉ sau một năm thôi các anh chị nhận không ra luôn, đó là sự khác nhau, đó là 1236 lần các anh chị. Với cái việc mà các anh chị tiết kiệm tiền thêm 1% mỗi ngày so với cái việc mà các anh chị tiêu tiền thêm 1% mỗi ngày các anh chị, thì hai cái việc đó cuối năm các anh chị nó sẽ tạo ra một cái kết quả về tài chính nó chênh lệch nhau là 1236 lần. Vậy thì các anh chị chỉ cần tin rằng là gì các anh chị? Con người của mình nó có khả năng học tập, và con người của mình nó có khả năng tiến bộ, và chỉ cần tiến bộ 1% thôi. Không cần nhiều các anh chị. Nên là mỗi ngày các anh chị đi ngủ các anh chị chỉ cần cảm thấy rằng là mình tiến bộ hơn hôm trước 1%, và các anh chị nở cho một cái nụ cười thật tươi. Các anh chị hãy hạnh phúc, và các anh chị hãy tin tưởng rằng là gì các anh chị? Tương lai phía trước là thuộc về mình. Nên là hãy tìm kiếm cái sự thành công và sự hạnh phúc ở trên cái con đường của mình, ở trên cái sự nỗ lực của mình, ở trên cái sự thay đổi của mình. Và sau cùng, Ấn đại diện công ty xin cam kết, công ty luôn ở đây để cùng các anh chị kiến tạo nên một cái điều gì đó to lớn cho chính các anh chị. Không phải trong một thời gian ngắn, không phải một năm, hai năm, bởi vì mình cũng biết công thức mà. 3 năm, 5 năm nó mới tạo ra một cái sự thay đổi toàn diện. Công ty cam kết với các anh chị là công ty sẽ ở đây bên cạnh các anh chị. Không tính theo năm. Mình không tính theo năm nữa các anh chị. Năm là nó cũng có hạn định rồi. Hiện tại mình sẽ không có bất cứ một cái điểm kết thúc nào cho cái sự đồng hành của công ty cùng với các anh chị. Ông cam kết cái điều này là mình cam kết. Mình sẽ luôn đồng hành với các anh chị. Mình sẽ luôn luôn cùng với các anh chị. Mình sẽ luôn luôn cố gắng tạo những cái điều kiện tốt nhất cho các anh chị, để các anh chị bước vào cái hành trình thay đổi của chính các anh chị. Bước vào cái hành trình mà nó đầy khó khăn và thử thách của các anh chị. Nhưng mà các anh chị yên tâm một điều là công ty luôn luôn đứng ở bên cạnh các anh chị. Thật ra mình nói câu này nó rất là cảm xúc các anh chị. Đây là một cái lời cam kết mà nó không phải dễ để làm được các anh chị. Nó cần rất rất là nhiều những cái sự nỗ lực và cố gắng, và cũng như là một cái gì đó nó rất là nhiều thử thách nha các anh chị. Ấn phải khẳng định cái điều đó. Nhưng bản thân mình dám đưa ra cái cam kết này các anh chị. Và sau cùng các anh chị sẽ nhìn công ty, các anh chị sẽ quan sát công ty, xem thử công ty có thật sự làm được cái điều đó hay không, nói và làm nó có giống với nhau hay không, nó có phải là tính cách của công ty hay không, nó có phải là cái nhân cách của công ty hay không, nó có phải là cái hình ảnh của công ty hay không, và thật sự công ty có xứng đáng để có được cái điều đó từ các anh chị hay không. Ok, thì đó là cái điều mà mình muốn nhắn nhủ với các anh chị. Một lần nữa là gì các anh chị, cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái chương trình ngày hôm nay, và chúc cho các anh chị từ giờ tới cuối năm mình sẽ có được những cái kết quả, những cái thu hoạch tốt. Cảm ơn các anh chị ạ. Buổi sáng rất tuyệt vời đúng không ạ? Và những chia sẻ của CEO của chúng ta thì rất là ý nghĩa và rất là thực tế đúng không ạ? Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn CEO Trần Thiện Ấn nhé. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nha. Để người cao vẫn đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Nhiều trong gai, nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng buồn lắm. Người xung quanh ta đôi khi thấy đơn độc.
vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang, vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chặng đường bước đi còn bất ngờ, và để núi cao vẫn đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Cuộc sống đâu là dễ dàng.